Thấy ca thì mình vẫn chưa hẹn à? Thì sâu vừa trôi mặt thôi. Đúng. Nên là cũng muốn xa thôi. Ừ. Đi cho một cái máy 11. Tao cứ đi qua đi lại đi vô đi ra ấy nhỉ. Đây tao chưa cho màu. Nhấc màu vào đấy xong rồi treo cái màu đen nó sẽ nhằn. Ừ. Đấy à. Và xem like Trần Tất Tất chia sẻ like cho em luôn nhá. Xíu không biết hôm nay các bác có đi chơi Noel không nhỉ? Xíu nữa lên siêu siêu nhiều hàng đẹp luôn. Lên toàn cực phẩm cho các bác luôn hàng nhá. Cao cấp nhá, mà giá yêu thương luôn. Hôm nay nha mọi người là giá dành riêng cho đêm Noel mọi người ạ. Dành riêng cho bác nào ở nhà nha mọi người. Sang sale cùng em Nhung mọi người nhá. Tất cả váy này em đều sale nha mọi người ơi. Tất cả váy này đều sale giá 1x luôn. Vì những siêu phẩm này của em là hàng cao cấp rồi. Đều bán đầu 4, đầu 5. Hôm nay sale giá đầu 1 nhá. Nhưng mọi người ơi, chúng ta nhớ ạ, chia sẻ live stream thật là nhanh và tương tác ở trong live stream này cùng với em. Bác nào đang ở trong live stream có rất là nhiều siêu phẩm này. Thứ nhất là em có túi này, thứ hai là em có cả cardigan luôn mọi người nhá. Thì bác nào đang vào live stream của em rồi thì mọi người có thể chấm ở đây cho em luôn mà ngay nha mọi người. Đó, để chúng ta để tương tác ở đầu live stream luôn nhá. Và đặc biệt là hôm nay cả cái măng tô này của em mọi người ạ. Với cái thời tiết kể cả miền Bắc miền Nam, đặc biệt là em này có thể mặc trốn thu hoàng một hè màu chưa gì, các bác đã hỏi áo bao nhiêu rồi, các bác ở trong live chấm tương tác và chia sẻ like luôn cho em nhé. Hình thôi mọi người ạ, mà trời ơi trong inbox các bạn trả lời không kịp luôn mọi người ơi, không ngừng inbox luôn. Thành ra em Nhung phải lên live stream, em biết là kiểu gì các bác cũng hỏi em này ở trên ngày đầu live stream luôn rồi, nên em Nhung đã cố tình ạ, đây là sự cố tình nhẹ mọi người nhá, mặc lên đầu live stream của một các bác luôn. Xin chào mọi người ạ, xin chào chị gái Bích Hương ạ, không đi chơi Noel ở nhà săn sale, chính xác mọi người. Luôn luôn có một cái giá deal cực kỳ sốc dành cho bác nào tối nay ở nhà săn sale cùng em Nhung mọi người nhá. Xin chào chị gái Liễu Rời, xin chào chị gái Phan Jerry, xin chào tất cả các bác đang theo vào một live stream của em nha mọi người. Hôm nay chơi lớn ạ, không cần biết các bác mua giá bình thường bao tiền, chỉ cần ngày hôm nay ạ, đại tiệc và đặc biệt là em sẽ sale rất là đậm mọi người nhá. Sale ngày hôm nay sẽ rơi vào tầm khoảng là 70-80% dành cho tất cả những mã hàng. Đều là váy hàng cao cấp hết, đều là hàng đẹp hết mọi người nhá. Những cái mã hàng em bán rồi em không nói, nhưng với những cái sản phẩm mà đặc biệt là hàng cao cấp như này, đó, tần suất lên live stream hầu như là rất ít rồi. Và hôm nay sale rất là đậm luôn mọi người, cho mọi người luôn nha. Sale toàn cực phẩm cho các bác luôn nhá. Bác nào đang ở trong live chấm tương tác và cho em xin một nút chia sẻ like nhá. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 4 lần lên nhóm cho em ạ. Đó, đồ màu đỏ không bạn? Có váy màu đỏ luôn, cho chị một cái đấy chị lướt qua một chút xíu nhẹ đi. Cái váy G17 đó có màu đỏ đấy, cái váy body có màu đỏ đấy em. Những cái nào mà có màu đỏ bé cầm ra đây chị. Hôm nay là em bung lên hết mọi người nhá. Trong livestream mã sản phẩm nào phục vụ được các bác luôn là hôm nay em lên hết. Và mọi người nhanh tay chia sẻ like nhá. Đầu livestream chúng ta sẽ có những cái món hàng như này với giá bao tiền mọi người. Hôm nay không cần biết là những cái váy này bình thường em bán bao nhiêu mọi người nhá. Tất cả váy hàng cao cấp ngày hôm nay em sale lớn cho mọi người. Giá trong livestream buổi ngày hôm nay là 199.000. Thứ nhất này, váy này, váy dạ này. Thứ hai, váy nhung cao cấp luôn mọi người nhá. Và có những cái đầm đỏ như này luôn mọi người nha. Thì bác nhớ nán lại trong livestream cùng với em. Áo em Nhung đang mặc ở trên người cũng có bán luôn mọi người nhá. Bởi trong inbox các bác đang chốt sản phẩm của em với giá tiền bao nhiêu ạ? 555.000 áo này mọi người nhá. Và trên livestream giá này em chỉ phục vụ các bác ở tại livestream này. Với những bác nào xem live cùng với em, đồng hành live cùng với em và đặc biệt là mọi người ơi, nhớ ạ, share livestream mọi người có cực kỳ có tác dụng luôn. Nhớ mọi người nhớ share livestream của em mọi người nhá. Quần dài em đang mặc còn bán nhá mọi người ơi, quần dài em đang mặc có bán mọi người nhá. Em có cả hai màu đấy mọi người ạ, có cả màu da với cả là có cả màu nâu với cả màu đen mọi người nhá. Lấy dùng chị cardigan luôn mọi người ơi, cardigan vừa mới về em Nhung cũng lên live luôn mọi người nhá. Sách mọi người ơi. Nóng hổi luôn các bác nhá. Vừa mới về. Vừa đặt đít ở Green Shop luôn sale luôn mọi người nhá. Vừa mới luôn mọi người ơi. À, mẫu sản phẩm này của em mình sẽ có 3 màu nhá. Bác nào đã chia sẻ đủ 3 lần cho em mọi người ơi, chấm tương tác ở tại livestream cho em mọi người nhá. Để chúng ta có thể săn được mã hàng đầu live này. Đầu live em lên đầu live em lên váy dạ này với giá 199 mọi người nhá. Hai váy dạ này của em với giá là 199, nhưng lưu ý cho em là cái này em chỉ còn lẻ size ạ. Nên là bác nào chốt được thì mời gia đình cho em nhá. Chia sẻ like ít nhất cho em ạ. Hai lần vào trang cá nhân là 3 lần được nhóm cho em. Bốt màu nâu trên kệ mọi người ơi.
Nói chung là đối với những sản phẩm bốt ạ, thì em Nhung sẽ nghe không sâu trên livestream vì bốt hàng nữa nhá. Đầu livestream chúng ta sẽ săn hàng với săn váy dạng này với giá 199 nhá. Em có váy dạng này, em có váy nhung này nhưng mà còn rất là ít nha. Đẹp lắm ạ, em cần tình yêu rất là nhiều mọi người nhá. Đây, Hường ơi cho chị lướt qua cái màn hình một chút xíu ạ để biết cho là bác nắm mọi qua người nhá. Mọi người xem live cùng với em, mọi người sẽ săn được những sản phẩm gì thì em Nhung sẽ sâu luôn mọi người. Trời ơi, cực phẩm luôn các bác ơi. Mới về luôn nhá. Đẹp nhỏ ui. Mọi người dày dặn nhớ, nhanh nhẹ, giá thì mọi người giá hôm nay không quan tâm luôn. Đã bảo mọi người là sale 70-80 ra sale ít sàn cho các bác luôn nhá. Chỉ cần các bác chia sẻ like thôi ạ. Có size 65 cân đâu mọi người ơi. Áo này mặc chỉ có size tầm khoảng cân là dưới 63kg đổ lại là các bác sẽ mặc vừa nhá. Váy dạng ngắn hôm nay bà sale tặng mọi người này 199.000. Nhưng lưu ý ạ, bây giờ em đang đợi mọi người chia sẻ like mọi người nhá. Lan ơi, váy xanh Lan cho cái gì nhỉ? Váy xanh L cho Dung nha. Bác ơi, các bác chờ em một chút xíu nhá. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 4 lần lên hội nhóm cho em nhá. Các bác lưu ý là phải chia sẻ like giúp em nhá. Các bác vào trong live để chấm tương tác và cho em xin một nút chia sẻ like đi ạ. Ôi ơi, em đợi mọi người lên view cho em, lên đầu bài đi ạ. Ở trong livestream này hơn 200 bác rồi. Mỗi bác kích dùm em thêm một lượt chia sẻ nữa mọi người nhá. Thì chắc chắn với những sản phẩm lẻ size này em phải chốt cho những bác nào có lượt chia sẻ like. Mọi người nhanh tay chia sẻ like luôn cho em nha mọi người. Quà tặng Noel đúng chính rồi mọi người. Chính xác rồi mọi người. Riêng váy dạ này em bất chấp luôn mọi người nhá. Quà cái sản phẩm này của em là quà tặng Noel cho chơi lớn mọi người. Đêm Noel cho các bác cardigan luôn ạ. Mọi người ơi, cardigan ạ. Mắt view càng cao, điều giảm càng sốc mọi người nhá. Đó, giá phụ thuộc vào mắt view của các bác ngày hôm nay, lượt chia sẻ và tương tác của bác ngày trong ngày hôm nay nhá. Các bác chấm tương tác và chia sẻ like luôn giúp em nhá. Thằng ơi, mạnh tay chia sẻ đi ạ. Em thấy lượt chia sẻ của em vẫn rất là ít. Bây giờ mới có gần 100 lượt chia sẻ thôi. Thì bây giờ mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mỗi bác ở trong livestream này dùm em ạ, 3 lần chia sẻ giúp em mọi người nhá. Mọi người kích cho em một nút chia sẻ, 2 nút chia sẻ vào trang cá nhân. 3 lần ở nhóm nó chỉ mất đúng 30 giây thôi ạ. Là các bác có thể săn được đầm này của em nha mọi người nhá. Có hôm nay này em có một cái màu trắng này, xanh này và cả đen mọi người nhá. Đọc size luôn chị xem là để có thể chốt được mấy màu bác nào. Màu trắng em còn một cái size có đầm đỏ, một cái size L, màu xanh em có một cái size M, một cái size L thôi các bác nhá. Đây. Chỉ còn 2 chiếc thôi mà nó lẻ size rồi. Nếu bác nào săn quà Noel chấm tương tác và chia sẻ like nhanh luôn giúp em ạ. Em chưa vào mã đâu mọi người ơi, em chưa vào mã đâu nên mà đừng comment nhá. Về chúng ta comment bây giờ là chưa có. Không biết có bác có đi chơi Noel không mà chưa thấy lên view gì cả. Quần sau em có bán mọi người ơi, quần sau hôm nay em Nhung cũng có bán luôn mọi người nhá. Rồi ok mọi người, đầu la chúng ta sẽ săn sản phẩm váy dạ này của em với giá bao tiền? 199.000. Nhưng lưu ý ạ, dành cho những bác nào có lượt chia sẻ live em sẽ đọc chốt ở tài khoản. Có danh hiệu người chia sẻ live em đọc chốt đơn luôn ạ. Đó, bây giờ mọi người chia sẻ live giúp em ạ. Mỗi bác giúp em ạ. Nhớ cho em là các chị gái ơi, nếu mọi người không có huy hiệu người chia sẻ cộng 2 cộng 3 là em Nhung không đọc chốt nhá. Rất là nhiều bác đang comment thử ở đây ạ, là em thấy không có lượt chia sẻ đâu ạ. Nên là các bác nhớ ạ, chia sẻ livestream giúp em ít nhất mọi người nhá, là chúng ta có 5 lần share, 2 lần chia sẻ vào trang cá nhân, 3 lần ở nhóm cho em, tổng chúng ta 5 lần nha mọi người, để có thể chốt em váy dạ này với giá 199 nhá. Váy trắng dạ này của chị có size gì em? Váy trắng em còn một cái size S, một cái size L thôi các bác nhá. 1S 1L, à 1S 1M à? 1S 1L ạ. 1S 1L mọi người nhá. Chốt đơn cho em là quà Noel kèm size kèm suối ngoại cho em mọi người nhá. 199.000. Quà Noel kèm màu kèm size kèm suối ngoại luôn, để đọc chốt đơn cho các bác luôn ạ. Đó. Chị Hồng mãi váy nhung. có váy nhung mọi người ơi. Có váy nhung các bác ơi. Nhá. Mọi người chốt cho em sẽ là quà Noel kèm màu kèm size kèm giới hạn cho em nhá. Cái này của em là màu be trắng nhá. Mở chốt cho em là màu be là màu be trắng cho em ạ. Lên đơn cho em là quà Noel màu trắng kèm màu kèm size, em còn một chiếc size S và một chiếc size L nhá. 1S 1L nha mọi người ơi. 1S 1L 199.000 một váy luôn cho em. Comment bên em không giới hạn nhá. Mọi người comment bao nhiêu là đấy là quyền của mọi người, nhưng mà mọi người có đủ lượt chia sẻ cho em. Và em ưu tiên chị gái nào có lượt chia sẻ và lên đơn trước mọi người nhá. Lưu ý cho em là nếu mọi người không có đủ lượt chia sẻ ạ, quét xe ra chúng ta sẽ không có đảm bảo mọi người nhá. Mọi người có áo nhung không? Áo nhung á mọi người, áo nhung thì em còn mọi người nhá. Mọi người đợi em chút xíu mọi người nha. Quà Noel kèm size kèm suối ngoại và kèm màu cho em mọi người nhá. Quà Noel kèm size kèm màu kèm suối ngoại luôn cho em nha mọi người ơi. Bây giờ em chốt trắng trước mọi người nhá. Em chưa chốt xanh, đợi xanh thì em đọc chưa đọc size nên mọi người chốt xanh là không được mọi người nhá. Quà Noel kèm màu kèm size kèm theo suối ngoại luôn cho em. Và nhớ lưu ý này. Đây ạ. Em chốt mọi người nhớ có lượt chia sẻ luôn cho em mọi người nhá. Đây này. Chị gái này có lượt chia sẻ. Lấy cái ấy đi. Chị gái có lượt chia sẻ đấy. Lên huy hiệu cộng chia sẻ cộng 1 cộng 2 nhá hoặc là cộng 3 cho em. Nhớ bên cạnh nó sẽ có kèm theo lượt chia sẻ đấy em ơi. Đó. Quà Noel màu trắng size S. Em chốt đơn cho bác gái Kim Yến size L. Em chốt đơn cho bác 60. Bao nhiêu cân
Chỉ chốt cho ai có lượt chia sẻ thôi em. Đọc không có lượt chia sẻ, quét xe ra không có lượt chia sẻ. Sai lờ em chưa lên cho con gái Kim Yến rồi nhá. Màu trắng kem em còn cậu cái sai lờ. Mọi quà Noel trắng size L kèm dưới thoại cho em 190. Em chưa lên màu xanh đâu, các bác đừng comment màu xanh nhá. Mọi người ơi, đó. Mọi chốt cho em là quà Noel trắng size L và dưới thoại cho em 199.000 nhá. Size L này dưới 58kg đổi lại các bác mặc vừa cho em nha. Lưu ý là các bác có ít nhất 5 lần xe hoặc các bác muốn là đẩy tương tác và comment đặt hàng được thì các bác cứ chia sẻ nhiều hơn cho em, vì là lượt chia sẻ và lượt comment của em không có giới hạn. Mà em chỉ có tối thiểu thôi là các bác cần và đủ cho em 5 lần là các bác có thể săn được mọi người nhá. Quà Noel size L kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại luôn cho em để có đơn mọi người nhá. Ok này. Chị thấy nhảy má không thấy đọc à? Đó, màu xanh máy bị ẩn à? Đấy là các bác có màu xanh. Ok, vào màu xanh luôn mọi người. Đây nhá, vào màu xanh cho các bác luôn ạ. À. Các bác chia sẻ like luôn cho em. Cái màu xanh có size gì em? Màu xanh em còn một chiếc size M và một chiếc size L ạ. À. Màu xanh còn một chiếc size M và một chiếc size L mọi người nhá. 199.000 nhưng nhớ em chốt cho bác nào có lượt chia sẻ like mọi người nhá. Mọi người chia sẻ like ít nhất cho em tối thiểu 5 lần, 2 lần share vào trang cá nhân, 3 lần ở nhóm cho em. Mọi người chốt cho em ạ. Quà Noel màu xanh kèm không, em ơi để cái khác đi. Mọi người lên cho em là váy xanh size M hoặc là size L cho em mọi người nhá. Váy xanh size M hoặc size L cho em. Cái này của em là có hai size, một size M và một size L. Size M em nhận mọi người sẽ là dưới 53kg đổi lại các bác mặc vừa. Còn size L là em nhận mọi người sẽ là dưới 58kg đổi lại các bác mặc vừa nhá. 199.000 nha mọi người ơi. Váy dạ này hàng cao cấp cho em mọi người nhá. Váy dạ hàng cao cấp bên cho trong em. Có vòng lót phục vụ cho các bác luôn ạ. Hiện tại em còn một size M và một size L mọi người nhá. Lưu ý ạ, size M nhận 53kg đổi lại, size L nhận mọi người váy sẽ là dưới 58kg đổi lại các bác mặc vừa cho em nhá. Ok này. Em yep. Còn một chiếc size M luôn ạ. Và nhớ ạ, lưu ý ạ, chốt cho bác nào có lượt chia sẻ nhá. Quét xe ra không đảm bảo ạ là em cũng không nhận đơn mọi người nhá. Váy xanh size M và cái bác nào có danh hiệu lượt chia sẻ like cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 em đọc chốt đơn nhá. Bác nào không có em không đọc chốt đơn đâu ạ. Có lượt xe là chắc chắn là các bác sẽ không để nào chốt được rồi nên các bác nhớ ạ, chia sẻ đủ cho váy em nhá. Váy xanh size M em chốt đơn cho bác gái Đỗ Hà luôn nhá. Yep. Em biết váy xanh ạ. Cái này còn một cái màu à? Một cái váy màu nhung nhá. Luôn giúp em nhá. Ui, cái này quá đẹp rồi, còn duy nhất một cái màu luôn mọi người nhá. Quá là xinh luôn. Váy nhung nha mọi người ơi. Cái này váy nhung mọi người nhá. Mọi chốt cho em là váy đen size M và số điện thoại. Hôm nay em cũng chốt tặng kèm luôn cho bác với giá 199.000 mọi người nhá. Cái này còn đúng một cái duy nhất thôi mọi người ạ. Váy đen size M và số điện thoại cho em để váy có đơn mọi người nhá. Váy đen size M cho em 199.000. Các bác lên đơn có mã, có màu và kèm size luôn giúp em ạ. Hôm nay bên em có lên vest các bác ơi, các bác cho em xin một nút chia sẻ like luôn đi ạ. Đây mọi người ơi, chỉ gọi là nhúc nách thôi mọi người ạ. Váy xanh em hết rồi các bác ơi. Váy đen size M 199.000 kèm vào số lượng cho em để có đơn mọi người nhá. Lưu ý ạ, cho bác nào có lượt chia sẻ like ít nhất cho em 2 lần chia sẻ trang cá nhân và 3 lần ở nhóm cho em, có 5 lần các bác nổ đơn cho em váy đen size M và kèm số điện thoại cho em để có đơn mọi người nhá. Ok chưa mọi người? Đó, váy em đang mặc các mọi người, váy nhung không có màu đỏ đâu mọi người ơi, váy nhung không có màu đỏ mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua măng tô, em đang mặc thì có rất nhiều chị gái đang hỏi mã sơ đồ măng tô này của em rồi. Đó thì bác nào chốt nha mọi người ơi. Nhớ lưu ý này, deal này em chốt trong livestream buổi tối ngày hôm nay, và thứ hai nữa là em có một chương trình dành cho các bác, đó là gì ạ? Chia sẻ like ít nhất cho em 3 lần khi mọi người mua sản phẩm này sẽ được hỗ trợ ngay miễn phí ship 30k nha mọi người ơi. Còn nếu các bác không chịu khó chia sẻ thì các bác cộng kèm cho em là 30k và đơn hàng mọi người là được mọi người nhá. Hiện tại măng tô này của em thì sẽ có 3 màu ạ. Em có màu em như đang mặc trên người sẽ là màu nâu này, màu gel này và màu đen. 3 size SML ấy nhận ổ sẽ là dưới 3 gam màu luôn cho em và 3 size nhá. Dưới 60 mọi người ơi. Các bác mặc vừa. Cái này thì mọi người mặc lên người rất là sang, mà đặc biệt là mọi người có thể mặc cả sang tầm khoảng thời tiết đó là tháng 3 và tháng 4 khi các bác mặc đi làm, kiểu mọi người ra xuôi mà mặc đi làm nhá. Mọi người chốt đơn cho em sẽ là mã sổ VIP mời em. Các bác lên đơn cho em mã là VIP bao nhiêu? Đấy, lại không chuẩn bị má. Có túi ở đây không anh Quỳnh ơi? Mang túi ra không? Mang túi ra đây cho chị. Đó, mọi người chờ em chút xíu mọi người nhá. Váy đen nhung size M, đọc chốt váy đen nhung size M đi để Quỳnh tìm mã đi. Tìm mã đến VIP mấy rồi các em ơi? Đó, tìm mã đến mấy VIP mấy rồi? Đi. Các bạn này, con này không có chia sẻ đâu. Hả? Không chia sẻ không đọc chốt, tìm bác ở các bác ở trên ấy có lượt chia sẻ là đọc chốt em rồi. Ok mọi người ơi, mọi người lưu ý cho em nhá là sản phẩm măng tô của em ngày hôm nay này, thứ nhất deal giá sốc và thứ hai nó kèm theo cho mọi người đó là khi các bác chia sẻ like 3 lần ạ, mỗi lần xài các bác có tác dụng là giảm 10k tiền phí ship. Chính thì bác có thể chia sẻ ngay giúp em mọi người nhá. Chốt đơn lên em giá deal cực sốc luôn ạ. VIP 10 mấy em, hôm qua VIP 14 rồi đấy. VIP 15 cho em nhá. Lên con áo măng tô này cho em là VIP 15 ạ. Các bác nào có danh hiệu chia sẻ like đủ 3 lần cho em ạ.
Bình thường giá niêm yết ở cửa hàng là 555.000 một áo. Hôm nay bác nào có danh hiệu người chia sẻ like, lên đơn để lấy mã cho em là VIP 15 325.000 và áp dụng miễn phí ship cho buổi like ngày hôm nay luôn các bác nhá. Ôi, giá niêm yết dành thầu của em ở tại cửa hàng là bao tiền mọi người? 555.000. Và ngày hôm nay bác chốt ở tại live stream của em với giá bao tiền mọi người? 325.000. Và được áp dụng miễn phí ship dành cho tài khoản nào ạ? Chỉ có chia sẻ live stream của em. Bình thường các bác là mua 555.000 không được miễn ship đúng không ạ? Hôm nay bác nào có danh hiệu người chia sẻ like mà chia sẻ đủ 3 lần cho em nhá. Chia sẻ đủ 3 lần cho em, mỗi lần chia sẻ like tương đương với 10.000 phí ship của các bác rồi, các bác chia sẻ like luôn cho em ạ. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP 15 325.000 một áo cho em. Cái này là phiên bản tay dài hết lâu rồi mọi người nhá. Phiên bản tay dài hiện tại là em đang không có vải để tái đâu mọi người ơi. Mã này của em mọi người thật ra mọi người ạ, cái nào ứng dụng nhiều hơn thì chắc chắn là sẽ tay cộc, về tay cộc các bác có thể là mặc ở trong miền Nam, miền Nam này, miền Tây rồi là miền nóng, hoặc là các bác có thể mặc sang tầm thời tiết mùa hè hoặc là sớm thu là các bác vẫn có thể mặc được mọi người nhá. Chốt đơn của em sẽ là mã sản phẩm VIP 15 và số điện thoại. Lưu ý ạ, đây là thời điểm cuối năm rồi, mã này không tái nữa, và đặc biệt là nếu mà có tái chắc chắn là chúng ta sẽ phải đợi qua hè cơ. Thành ra nếu bác nào chưa săn được sản phẩm của em thì tranh thủ vào rồi nhá. Sản phẩm này ứng dụng rất là cao, các bác có thể mặc được hai kiểu cho em, mặc thành váy hoặc là mặc thành dáng mong tô rất là trẻ trung và năng động như này mọi người nhá. Thật sự là ở trong inbox em đã chốt hàng quá là nhiều rồi, vì vừa mới up hình thôi là các bác có thể thấy là lượng inbox đã quá tải rồi, nên là bác nào mà chưa săn được thì tranh thủ nhá. Mà trong inbox của em không bao giờ có giá 325.000 đâu nha. Chính xác. Nên là mọi người lưu ý cho em ạ, 325.000 tại livestream, và kèm theo những bác nào ạ có lượt xe livestream giúp em ít nhất là 3 lần mọi người nhá. Màu em nhưng mặc ở trên người màu chốt em sẽ là màu nâu nha mọi người. Màu này màu chốt em là màu dê mọi người nhá. Măng tô tay dài em nhung hết hàng lâu rồi bác ơi. Đó, hiện tại là măng tô tay ngắn như này thì nó rất là ứng dụng cao ấy, vì đặc biệt là cái dáng này nó cũng cực kỳ trẻ luôn mọi người nhá. H8 không có màu vàng trời ơi. VIP 15 mà giới thoại luôn cho em để có đơn nhá. Màu nâu, màu dê và màu đen. Quần da em nhưng mặc ở bên trong có bán, bác nào chốt quần da bác lên đơn cho em là quần Q931 với 2 gam màu mọi người nhá. Lấy màu quần da nào gái ơi. Màu quần da của em có màu đen và màu nâu. Quần này 3 size SML mọi người nhá. Quần da hiện tại là còn rất là ít. Các bạn đang bảo là hôm nay chị mà la quần da chị hạn chế đặt mã thôi vì quần da không có nhiều. Nên bác nào đặt quần da thì mọi người phải tranh thủ luôn mọi người nhá. Còn sản phẩm áo măng tô của em màu chốt đơn cho em là VIP 15 và số điện thoại. VIP 15 là không có size XL đâu bác ơi. Mà VIP 15 chỉ có size dưới 60 kg, các bác mặc vừa lại cho em nhá. Cho em mọi người nhá. Dưới 63 cân rồi lại các bác mặc vừa cho em, 3 size SML 325.000 một áo và được áp dụng miễn phí ship dành cho những tài khoản nào các bác chia sẻ cho các bác trong buổi live ngày hôm nay luôn nhá. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP 15, VIP 15 325.000 một áo luôn cho em, 3 gam màu, màu be, màu nâu, màu dê và màu đen luôn cho em, 3 size SML dưới 63 kg các bác mặc vừa. Lên đơn có mã, có số điện thoại luôn cho em là mình có đơn đây nhá. Mọi người ơi, các bác lưu ý cho em là phải chia sẻ like thì mình mới có đơn nhá. Bác nào không chia sẻ like là mình không có đơn đâu ạ. Trẻ cực kỳ luôn mọi người ạ, mặc lên form dáng nó rất là trẻ trung, và đặc biệt là các bác có thể thấy là với những sản phẩm này các bác đi bốt hay là đi giày thể thao rồi các bác đi giày cao gót đều rất là năng động mọi người nhá. Măng tô dài vừa với những bác nào thích mặc dáng dài và các bác nào cao mọi người ơi, và ứng dụng tay cộc này thì cực kỳ hợp thời tiết luôn, kể miền Bắc miền Nam hay là các chị gái mà ở trong vùng nóng ạ, mọi người vẫn thể khoác được măng tô này. Và dáng này của em là sẽ là dáng 2 trong 1, các bác có thể mặc thành váy hoặc các bác có thể mở thành áo cho em mọi người nhá. VIP 15 và số điện thoại cho em 325.000 và áp dụng chia sẻ like là các bác sẽ được giảm với giá bao tiền mọi người, sẽ giảm ngay được 30k từ basic. Còn nếu các bác không chia sẻ like thì mọi người chốt với giá là 355.000 mọi người nhá. Đó, quần da em có bán nhưng mọi người ơi, quần da này sẽ có hai màu nhá, là em có màu nâu và màu đen ạ. Quần da này mọi người lưu ý cho em là quần da này của em có đủ size SML, hiện tại em nhung like là có đủ size mọi người nhá. Có váy gì màu vàng sau váy màu vàng, không phải váy mới đâu bác ơi, váy G64 bên em đấy mọi người ạ. Em lại đổi xanh rêu nghe. mọi người cứ xem like đi, mọi người quyết định màu sao cho em cũng được, và thực sự màu nào nó cũng đẹp mọi người nhá. Rêu nó đẹp của rêu. Bác gái ra bảo để lại số điện thoại luôn cho em nhá. Mọi người nhớ có số điện thoại không là chúng ta sẽ bị rớt. VIP 15 cho em ạ. Đừng quên là share livestream giùm em Nhung nha, bởi vì nếu mà không share livestream là chắc chắn là các bác sẽ không có đơn đâu mọi người ạ. Và chắc chắn là các bác sẽ không được giảm 30k. Nên là ngay bây giờ các bác nhớ ạ, chia sẻ like cho em để được giảm 30k tiền phí ship mọi người nhá. VIP 15 cho em nhá, 325.000 một áo và áp dụng miễn phí ship với bác nào có danh hiệu người chia sẻ like đủ 3 lần cho em ạ. Quần da có giá là 199.000 mọi người nhá. Quần da là Q931 3 size SML có đen và có nâu, em Nhung vừa mới sâu đó mọi người ơi. Còn VIP 15 có giá tại livestream của em với giá là bao tiền mọi người?
325.000 và miễn phí zip dành những tài khoản nào lên đơn tại đây. Và chia sẻ like nhé, trong inbox các bác đang mua là 555.000 và không được áp dụng miễn phí zip đâu. Nên là đây là cơ hội của chúng ta tương tác và dành thời gian trên livestream của em. Nên mọi người phải tranh thủ mọi người nhá. Các em vẫn có làm túi cho mọi người. Thật sự mọi là cái này trẻ mọi người ơi. Tay dài nhiều khi các chị em mặc sang mùa tầm khoảng thời tiết tháng 3, tháng 4 là các chị em đã cảm thấy là lúc đấy chúng ta không mặc tay dài rồi. Cảm thấy lúc đấy là không hợp thời tiết rồi. Nhưng riêng sản phẩm này của em thì ứng dụng của nó rất là cao mọi người nhá. Chính vì vậy tại sao tay dài nhà em hot như vậy nhưng mà phải làm tay cộc đúng mọi người. Thành ra là các bác săn những cái sản phẩm này của em rồi không bao giờ tiếc mọi người nhá. Đó, VIP 15 nha mọi người. VIP 15 là sản phẩm em nhung mặc mọi người nhá. Túi này các bác ơi, túi này hôm nay em về thêm lô mới cho mọi người rồi nhưng mà lô này là lô cuối cùng đặt được rồi. Nên bác nào chưa mua em túi này của em thì mời tranh thủ luôn mọi người nhá. Túi này sẽ có kèm một cái dây khăn kèm cho các bác rồi. Bên trong là ba ngăn như thế này mọi người nhá. Trần trám và đặc biệt cái túi này đi với cái gì cũng đẹp. Kể các bác mặc với cả cái đồ kiểu tiểu thư cũng hợp, kể cả những cái đồ xếp đồ mà nó kiểu chạnh chạnh một chút xíu như này cũng rất là hợp mọi người nhá. Quần da các bác chốt cho em là quần da Q931 bác ơi. Q931 là quần da mọi người nhá. Quần da có giá là 199.000. Túi này mời chốt đơn tên là túi xịn với giá là 325.000 một túi mọi người nhá. Em có màu trắng, màu nâu và màu đen. Bác nào chốt túi này lên đơn túi cho em, còn túi em không sâu nhiều. Túi đẹp hay không mọi người lên đơn để lấy mã cho em là túi xịn nhá. 325.000 một túi cho em, 3 gam màu, màu để đen, màu trắng và màu nâu luôn cho em ạ. Em quần da là Q931 nhá, 199.000 một quần, 2 gam màu và 3 size luôn cho em ạ. Bác gái Duyên Lê ơi, mình lấy quần để mã cho em là Q931 luôn cho em nhá. Bác nào lấy áo mang tô mẫu đang mặc lên đơn để lấy mã cho em là VIP 15, 325.000 một áo và áp dụng miễn phí ship với bác nào có danh hiệu người chia sẻ like. Nhanh tay lên đơn để lấy mã số điện thoại luôn cho em là mình có đơn nhá. Luôn. Em đổi qua màu là 199.000 mọi người nhá. Mọi người nhìn cho em cái dáng eo của nó này. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. Đấy là em chưa cài nhá mà mặc mở như này đã thấy dáng eo rồi. Và riêng về chất này thì miền Bắc miền Nam mặc được cho em. Dòng chất này các bác ơi mặc không phê là không tính tiền mọi người. Dáng áo lên đẹp và thứ hai nữa là chất liệu này nó không bị nhăn, nó không bị nhầu mọi người nhá. Đây em Nhung sẽ khoác sang cả đen luôn cho mọi người. Mọi người chốt đơn rồi em sẽ là mã sản phẩm ạ. Áo là VIP 15 nha mọi người. Còn quần da các bác chốt cho em là quần da Q931 mọi người nhá. VIP 15 mọi người ơi, riêng VIP 15 các bác không sai là các bác tiếp luôn. Với một cái form lên thần thái tranh xả như vậy và đặc biệt là cả một cái chất liệu mà các bác ơi mặc lên sang chảnh như vậy với giá bao tiền 325.000 của em áp dụng một chương trình nữa cho mọi người đó là miễn phí ship ngay tại livestream này mọi người nhá. Túi xịn mọi người ơi, mọi người chốt đơn hay là túi xịn nếu các bác chốt đơn túi xịn mọi người nhá. Túi xịn sẽ có 3 màu nha mọi người, 3 gam màu ạ. Đen em Nhung vừa sách rồi, trắng và nâu nha mọi người. 325 một túi ạ. Full box cho mọi người, túi này trong hộp đúng không? À, túi này không nha mọi người. Túi vừa về đủ này, màu nhá. Cho bác luôn nhá. Đủ màu vụ cho các bác luôn ạ. Đủ màu đấy. Lấy túi này, lên đơn túi để lấy mã cho em là túi xịn 325.000 một túi ạ. Lấy áo măng tô lên đơn để lấy mã cho em là VIP 15 nhá. 325.000 một áo và áp dụng miễn phí ship. Bác nào chia sẻ đủ 3 lần là mình đen có này đơn nhá. Ai ơi ngắm đen nhờ. Cực kỳ sang luôn cho các bác luôn ạ. Nó chảnh ạ, mọi người ơi, nó chảnh ạ. Thứ hai nữa, các bác có thể là vừa lấy cái màu này khi mà em mix lên cho mọi người nhá. Đen nhưng mà không bị dừ nha mọi người ơi. Chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm VIP 15 và số điện thoại 325.000 một áo ạ. Với 3 gam màu em Nhung sẽ sâu lại màu cho mọi người nhá. Có màu đen ạ, màu nâu ạ và màu xanh nha mọi người. Em không có áo dạ dài tay mọi người. Áo dạ dài tay thì em có nhiều lắm, măng tô dài kia hết rồi đúng không em? Mã này một chốt đơn cho em sẽ là VIP 15 và số điện thoại cho em để có đơn nhá. Rêu ạ, nâu ạ và đen, màu nào ba size luôn cho các bác luôn, màu dưới 63 tí mặc vừa nhá. Bác nào không gặp hôm nay là mình tiếc luôn ạ. Bình thường bên em không có phục vụ giá các bác cho giá này đâu nhá. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP 15, 325.000 một áo và áp dụng miễn phí ship. Lên dáng cực đẹp cho các bác luôn, cực sang chảnh luôn rất nhá. Rất là cao mọi người, các bác có thể cài cúc thành một cái kiểu dáng đó là các bác có thể cài được với cả thành váy cũng rất là hợp lý luôn mọi người nhá. Măng tô dài tay hiện tại em đang hết hàng rồi các bác ơi. Nhưng mà cái măng tô này mọi người ạ, ứng dụng nó cao hơn cái tay dài rất là nhiều. Vì biết sao ạ, cái của em nó không phải tay cộc hẳn mà dáng tay của em là sẽ thiết kế dáng tay lỡ thì miền Bắc miền Nam mặc được nhá mọi người. Vì sao măng tô tay dài em bán hot như vậy nhưng mà có thể cần măng tô tay ngắn mọi người? Vì măng tô tay ngắn á sớm thu các bác mặc được, hoặc là các bác có thể thấy là sang mùa hè các bác vẫn có thể khoác được những cái em nào này. Để là dòng chất này nó phải dòng tuyết mưa mọi người nhá, nên các bác mặc sẽ không bị nóng bị bí nhá mọi người. Chị gái Ngọc Tây nếu muốn kiểm tra đơn hàng các bác để inbox ở bên trong mọi người nhá. VIP 15 và số điện thoại lưu ý ạ, 325.000 là em chỉ hỗ trợ trên livestream và áp dụng chia sẻ like các bác sẽ được giảm ngay 30.000 tiền phí ship mọi người nhá. Mỗi lần xe các bác có tác dụng là giảm 30.000 tiền phí ship nha mọi người. Ôi đẹp thế, em có chị gái Hoàng Vân rất là nhiều nhá. Thật sự là nó phải rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mà bình thường các bác có thể thấy là đối với những cái sản phẩm váy dài hoặc là những váy măng thô này các bác có thể là mua tiền triệu cho em nhá. Tiền triệu ạ.
Nhưng mà quan trọng là chị các bác ơi, chất lượng và form có đẹp được như vậy hay không rồi nhá. Mới là cái nhu cầu chúng ta xử lý mọi người. Cái của em thì sẽ có 3 màu rồi nhá. Màu gel, màu đen nha mọi người. Nhà em không có blazer ngắn đâu mọi người ạ. Có vest tay dài, các bác ơi đợi em chút xíu mọi người nhá. Chốt đơn giúp em sẽ là mã số VIP 15 nha. Bây giờ em Nhung sẽ sang cardigan cho mọi người. Mỗi bác ở trong livestream chia sẻ like chia sẻ like đi nhá. Sau mắt này em sang cardigan. Cardigan nha mọi người. Mới về luôn các bác ơi, nóng hổi cho các bác luôn nhá. Chia sẻ like luôn giúp em đi ạ. Ok. Các bác cho em xin một nút chia sẻ like và chấm tương tác luôn cho em nhá. Túi ạ. Các bác nào lấy túi lên đơn để lấy mã giúp em là túi xịn 325.000 một túi luôn giúp em nhá. Túi phục vụ cho các bác là 3 gam màu. Màu trắng này. Ô là trời. Màu trắng, màu nâu và màu đen cho em nhá. Lên đơn để lấy mã giúp em là túi xịn. Sởn ra gà luôn cái áo tầm đây tay nhá. Rồi rất là ấm luôn này. Ngoài ạ. Trời ơi, nặng chất lên luôn. Dày dặn, cầm rất đầm tay luôn nhá. Chia sẻ like luôn cho em đi ạ. Em lên giá cực sốc luôn cho các bác luôn nhá. Đây mọi người ơi. Trời ơi hả? Tiến nói đi. Đó. Đây. Ok mọi người ơi, VIP 15 có giá là 325.000 và em áp dụng là miễn phí ship mọi người nhá. Dành cho lấy một cái mới được chia sẻ like mọi người ạ. Chia sẻ like giúp em 3 lần các bác có tác dụng. Đây các bác thấy chưa? Giảm 30k tiền phí ship nhá. Nhân viên đã bảo là lấy luôn mới được. Em là phải lấy luôn. Lấy luôn mới được ấy. Lấy luôn không là hết mọi người ơi. Bé phải vào là tìm luôn không là hết. Vì là biết hôm nay em live stream VIP 15 là mã sẩm vừa rồi mọi người nhá. Áo cari áo dạ vừa rồi. À nhầm, áo măng tô ngắn vừa rồi. Các bác chốt cho em sẽ là mã sẩm là VIP 15 ạ. Có giá tại live stream là 325.000. Và chia sẻ like các bác sẽ được giảm 30k tiền phí ship mọi người nhá. Đó, túi đẹp quá. Mai mình mua túi khác mất rồi. Nhưng mà túi nào mỗi túi sẽ đẹp một kiểu luôn mọi người ạ. Bác Thành để lại số điện thoại luôn giúp em nhá. Quần da là 199 bác ơi. Quần da là Q931 199.000 nhá. Quần da là này các bác mua bên ngoài đều là 350 đấy mọi người ạ. Áo em đang mặc là mã gì? Mọi người chia sẻ like đi. Các bác chia sẻ like luôn cho em đi ạ. Áo này ở bên ngoài thị trường mọi người mua chắc chắn là tiền đầu năm nha mọi người. Chắc chắn phải là 590.000 đối với những cardigan như này. Đây mọi người nhá, cho các bác ngắm qua đâu. Các bác chia sẻ like luôn giúp em đi. Em phát giá này là các bác kiểu gì cũng hỏi là tại sao em bán giá này luôn mọi người. Quan trọng là ngày hôm nay Noel thôi. Xe em có cái lý sao? Do để bán mọi người nhá. Nhà em không có body dáng ngắn đâu mọi người ạ. Đó, bốt màu đi, em không có hà mọi người ạ. Mà lên, em có 3 màu nhá. Quà em đặt màu cho mọi người trước này. Mọi người chốt cho em màu này, mọi người chốt cho em là màu nâu nhá. Mọi người nhìn cho em màu nâu này. Màu này mọi người chốt cho em là màu xanh này. Cái này màu xanh này. Đó. Màu này màu trắng. Ừ, cái màu này mọi người chốt cho em màu trắng mọi người nhá. Màu này mọi người chốt cho em là màu xanh này. Đây ạ. Màu nâu nhá. Nâu này. Trắng này, trắng và xanh cho mọi người nhá. Cardigan này xuất sắc mọi người ạ. Mọi người mặc được lên người là mọi người xứng đáng là siêu phẩm nữa các bác ơi. Luôn mọi người nhá. 275.000. Ôi em trời. Chỉ áp dụng cho những bác nào chia sẻ like nha. Ngày mai các bé đừng nói với chị Lan là chị lên nói ở đâu các bác nhá. 275.000 thôi đây ạ. Giá cực sốc luôn nhá. Nhân dịp Noel tặng quà cho các bác luôn ạ. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP 16 nhá. VIP 16 giúp em ạ. 275.000 một áo đôi cho em, 3 gam màu, màu nâu, màu trắng và màu xanh. Lên đơn để lấy mã cho em là mình có đơn nhá. VIP 16 giúp em ạ. Nhanh luôn các bác ơi, nhanh tay đặt đơn luôn giúp em nhá. Quần da là Q931, giá là 199.000. 275.000 một em cardigan mọi người nhá. Lưu ý ạ là không có ở bên ngoài thị trường. Cái này mà ở bên ngoài thị trường là các bác ơi, là các bác cũng sẽ không bao giờ có thể mua được với giá 275.000. Chốt đơn giúp em sẽ là VIP 16 và số điện thoại cho em mọi người nhá. VIP 16 ạ. 275 rồi. Trời ơi. Chị ở ngoài thị trường không có giá là 275.000 đâu nhá. Bị lố thôi. Giá thị trường là 550.000 một áo luôn cho em. Mà hôm nay có đi shop phá giá cho các bác kiểu 275.000 một áo luôn nhá. Kiểu bị lỗi mọi người ơi. Có khoác da lộn không? Em không có khoác da lộn đâu mọi người ạ. Mọi người chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm VIP 16 và số điện thoại luôn cho em để có đơn mọi người nhá. Quần da có giá là 199.000. Q931 và số điện thoại luôn cho em để có đơn. Em nói thật nhá mọi người, mai lên mọi người đừng bảo em là hôm qua em lên Cali được làm 275.000 nhá. Em chỉ nhận bác nào chốt đơn trong livestream tối nay và có lượt xe thôi mọi người ạ. Quần này mà chốt đơn hay là Q931, hai màu là nâu với cả là đen mọi người nhá. Mọi người chốt cho em sẽ là mã sản phẩm VIP 16 và số điện thoại. Màu này của em mà mọi người chốt đơn cho em là màu nâu rồi nhá. Em có trắng này, có xanh này, có rất là ít. Em là lô này lô cuối năm rồi. Có bao nhiêu lên bấy nhiêu thôi chứ mọi người yêu cầu em tái cái sản phẩm này, em nhập thêm sản phẩm này là không có. Đến thời điểm này là hàng không về nữa vì là biên đã khóa rồi mọi người ạ. Biên đã đóng rồi. Biên bác nào chốt được ngày hôm nay hoan hỉ cho em mọi người nhá.
VIP 16 và số điện thoại. Cái này không bị kén cân mọi người ạ. Kìa 70 cân các bác vẫn mặc vừa cho em rồi nhá. Em sẽ cài cúc luôn cho mọi người. Cái này không có sai, cardigan không có sai. Cardigan không có sai các bác ơi. Còn nếu mọi người lăn tăn là tại sao nhà em bán rẻ như thế á mọi người. Nhà em bán rẻ như thế liệu chất lượng có xấu hay không thì mọi người cứ bốc hàng kiểm tra cho em. Được kiểm tra bác nào cảm thấy xấu các bác không phải nhận hàng. Em sẵn sàng. Em sẵn sàng để cho các bác là gì ạ? Trả lại hàng nhá. Nếu mọi người chê cái cardigan của em, không ai chê được đâu mọi người ạ. Mọi người chỉ có nhận và nhận thôi mọi người nhá. Lông này, len đan lông mọi người nhá. 275 ngàn. Nói nhầm đấy các bác nhá. Nó còn nói nhầm là 300 đấy, thực ra là 275 ngàn thôi ạ. Vòng cổ cho em là dây 1 mọi người nhá. Vòng cổ cho em là dây 1 nha mọi người ơi. Quần da em có hai màu là màu đen với cả màu nâu nhá. Q931 và số điện thoại luôn cho em để có đơn. Còn nào bác nào mà chốt cardigan màu này mà chốt cho em là màu của em là màu nâu mọi người nhá. Bây giờ thì em sẽ qua cái màu be này cho bạn, màu trắng này cho mọi người nha. VIP 16 ạ. VIP 16 quần da là 199 chị cái ơi. Quần da là 199, em trả lời bác rất là nhiều luôn ấy. Em thấy comment của chị gái là comment nhiều đấy. Em thấy là mọi người kiểu comment nhiều ấy là sẽ bị spam đấy, đã trả lời với mọi người. Thật sự mọi người là không săn em này là mọi người tiếc. Bác nào lấy áo cardigan lên đơn để lấy mã cho em là VIP 16 nhá. VIP 16 cho em 275 ngàn một áo luôn ạ. 3 gam màu, màu nâu, màu trắng và màu xanh luôn cho em nhá. Em thấy em lên nói lên bị hớ mọi người. Mày liệu bị trừ lương không đây? Chết. Nhân dịp Noel tặng quà cho các bác luôn. Đẹp nhở? Không biết đâu. Mày... không biết đâu kìa. Ai nhá, chị không biết nha. Quỳnh nói mà mua được một 275 ngàn thì nói nhỏ nhỏ thôi nhá. Đưa tiền nhỏ thôi. Đưa tiền chưa hai em chốt đơn rồi bác ơi. Bác nào mà không được chốt đơn thì mình kiểm tra tin nhắn chờ giúp em ạ. Rồi em mã số điện thoại luôn cho em để có bác đơn nhá. Bác Hải Chu môn comment luôn số điện thoại luôn giúp em nhá. Lấy cardigan lên đơn để lấy mã giúp em là VIP 16 ạ. Không biết là nên chọn màu nào đây. Nâu cũng đẹp mà trắng cũng đẹp mọi người nhá. Chốt đơn rồi mà em sẽ làm mã sởm VIP 16 và số điện thoại. Lưu ý ạ các bác ơi, để chốt được nhiều chia sẻ like để em có lý do tại sao em sẽ được cho các bác mọi người nhá. Mã này em không có sai đâu mọi người ạ. Em nhận mọi người sẽ là dưới 60 cân, dưới 70 cân đổ lại các bác sẽ mặc vừa cardigan của em mọi người nhá. Dáng này ấy, nó thứ nhất này, nó không bị ngắn quá và thứ hai nó không bị dài quá nên các bác sẽ không khó mix đồ. Kể cả cao hay thấp thì các bác đều có thể mặc được cho em mọi người nhá. VIP 16 và số điện thoại cho em để có đơn. Màu em như đang mặc trên người, màu cho em là màu trắng mọi người nhá. Màu này em có be và có xanh mọi người nhá. VIP 16 dùm em nhung. Và giá trong livestream ngày hôm nay là 275 ngàn. Em chỉ hỗ trợ trong livestream tối nay và những bác nào lên đơn ở tại đây thôi. Nên nếu các bác đặt thì nhớ comment rõ cho em cú phát hàng ở tại đây để chúng ta chốt được hàng mọi người nhá. Có 3 gam màu ạ và không có sai nha. Về nhà nhớ nhận hàng kiểm tra hàng cho em nhá. Bác Trang Nguyễn ơi lên đơn để lại đúng cú phát cho em. Cái này hàng là hàng loại hàng cao cấp nha mọi người. Hàng đúng là hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Len dày ạ, dày dặn cho em. Và kiểu dáng áo lên form rất là đẹp mọi người nhá. Nhà em không có phao đâu mọi người ạ. Nhà em thì không có phao, nhà em chỉ có bán bắp ca thôi. Còn phao nếu mọi người mà mua áo khoác đầu mùa là các bác để ý like livestream từ đầu mùa cho em. Mới chớm lạnh nhà em đã lên hàng rồi mọi người ạ. Rồi ok mọi người nhá, em cũng sẽ mặc sang xanh cho mọi người. Cardigan của em là VIP 16 ạ. Và giá chốt sale tại livestream em với giá là bao tiền mọi người? 275 ngàn. Và chỉ nhận đúng ở tại livestream thôi mọi người nhá. Đó, vest dáng dài hồi nãy là mã gì vậy ạ? Vest dáng dài 15 là VIP 15 giúp em rồi nhá. Đây bác nào hỏi em mã vest này thì mọi chốt đơn cho em là VIP 15 ạ. 325 ngàn. Và em áp dụng miễn phí ship dành cho những bác nào mà ngồi lên đơn tại đây và chia sẻ like nhé. Của nó chỉ công đơn nào VIP 15 và số điện thoại màu nâu này, màu rêu này và màu đen ngồi nhá. Vòng cổ có kiểu khác không ạ? Vòng cổ em còn kiểu khác các bác nhé. Đúng rồi, vòng cổ thì em còn kiểu khác nữa. Cầm thấy cái dây đấy ra sâu nào. Đó mọi người, VIP 16 là mã của em mặc nha mọi người. Bây giờ em sẽ mặc sang xanh cho mọi người. Riêng cái này các bác đầu tư không phí đâu. Vậy em nói thật là cardigan ấy mọi người ạ. Mặc ở nhà nó dễ khoác ấy. Nhiều khi các bác xuống bếp này rồi các bác nấu ăn này, các bác đứng bếp nó cũng rất là tiện đấy mọi người ạ. Nhiều khi chúng ta mặc áo khoác có thể cảm thấy nó rất là cồng kềnh. Nhưng mọi người chỉ cần mặc một cái này thôi, mặc đồ ngủ khoác bên ngoài cho em cũng đẹp. Chúng ta chạy đi chợ cũng rất là dễ mọi người nhá. Mã này là 275 ngàn và em chỉ nhận sale tại livestream thôi, dành cho bác nào chia sẻ like và lên đơn tại đây mọi người nhá. Trong mẫu sản phẩm của em đang là 490 ngàn. 490 ngàn kìa bác, qua cửa hàng đều cũng là 490 ngàn mọi người nhá. Chị gái Nguyễn Liêu ơi, nếu mình là VIP 15 mọi người lên đơn lại cho em là VIP 15 và số điện thoại cho em để có đơn mọi người nhá. Cái gì làm vest ngắn hôm nay chị và đang mã gì đấy? Lấy luôn đi. Đây, tỉ tiện mặc cái này. Đó. Mọi người ơi, màu nào lên cũng xinh cũng đẹp các bác nhá. Lấy màu nào vậy ta? Thôi lấy 3 màu vậy nhỉ? Lấy 3 màu được không các bác? Màu nào lên cũng xinh nhá. Đây nha, em sâu mã dây vòng cổ nhá. Bác nào mà không thích dây mẫu đang đeo thì mình có thể tham khảo luôn mẫu này giúp em ạ. Có lên đây này. Lên đơn để lấy mã dây cổ này giúp em là dây 2 nhá. 99k một dây luôn giúp em ạ.
Mọi người ơi, có mã có số điện thoại dùm em để có đơn mọi người nhá. Có mã có số điện thoại cho em để có đơn. Măng tôi em vừa mới lên xong đấy bác ơi, đợi em chút xíu thì em sẽ sâu lại cho mọi người nhá. Bác nào lấy áo cardigan màu đang mặc lên đơn để lại mã giúp em là VIP 16. VIP 16 giá sale trong buổi live ngày hôm nay cho các bác là 275.000 một áo luôn giúp em, 3 gam màu nhá. Áo không có size, dưới 65kg các bác mặc vừa luôn giúp em ạ. 70 cân các bác mặc vừa cũng vẫn được nhá. Cái cardigan này nó là dáng len và đặc biệt là nó sẽ là dáng rộng như này mọi người nhá. 40 cân kể cả gầy gầy các bác khoác cardigan thì nó không có sai. Các bác không mua nhà em để mọi người khoác cardigan bên ngoài cũng thế thôi. Quan trọng là cái dáng thôi mọi người, mọi người thích hay không thôi mọi người nhá. VIP 16 giúp em để có đơn 275.000, em nhấn lại cho mọi người này là sản phẩm này ở trong inbox các bạn không nhận giá này đâu. Em nói nhỏ mọi người luôn nhá, bởi vì là giá này là giá em được phép lên livestream bán cho mọi người. Và giá này là giá em Nhung đã hỗ trợ cho mọi người rồi ở tại livestream. Dành cho những xuất hàng các bác tương tác ở tại livestream thì mọi người có giá này nhá. Quà Noel cho các bác VIP luôn. 15 và số điện thoại dùm em để có đơn mọi người nhá. Em có màu xanh em Nhung mặc trên người này, màu trắng này và màu nâu nhá. Em có 3 gam màu, về hàng cái là mỗi bạn nhân viên chia nhau một cái rồi. Em nói thật là cũng có nhiều hàng luôn. Bản thân em Nhung chắc là cũng phải giữ một cái vì là cardigan này nó rất là basic mọi người ạ. À. Và cực kỳ cần. Và năm nay mọi người, cardigan nó không có nhiều mẫu đặc biệt đâu, mà những cái mẫu này mọi người mặc nó không bị lỗi mốt ấy, vì nó không có họa tiết, nó không có hình tù gì mọi người nhá, mà nó chỉ kiểu trơn trơn này, mọi người mặc bao giờ cũng đẹp cho em mọi người nha. Cúc cài đóng được cho em mọi người nhá. Mã này mới chốt đơn cho em là VIP 16 và số điện thoại. Còn bác nào mà chốt măng tô ạ thì bác lên đơn cho em sẽ là mã sản phẩm VIP 15 mọi người nhá. VIP 15 là 325.000 một áo và em áp dụng miễn phí ship dành cho những bác nào lên đơn tại đây và chia sẻ like sản phẩm này có em có sai. Và lưu ý cho em là sản phẩm này là sản phẩm thiết kế của bên em, thành ra là các bác không thể tìm được bên ngoài, và kể cả chất liệu mọi người nhá. Riêng ấy mọi người, riêng nhá, em mọi người mua áo ngắn nhá mọi người ạ. Những cái sản phẩm mà ngắn ngắn blazer đến đây rồi mọi người mua nó phải là tầm tiền 450 đúng không ạ? 450 500.000. Mà em phụ mọi người áo này bởi bán bao tiền mọi người? 325.000. 325.000 và chia sẻ like các bác sẽ được giảm 30k tiền phí ship mọi người nhá. Chốt đơn đúng cú mã cho em. Mọi người ơi, em thấy đơn mọi người, em thấy đơn của tất cả các chị gái nhưng mà em không đọc tên. Bên em không đọc chốt đơn nhá. Bên ngày mai có nhân viên gọi đến chốt đơn ạ. Mã và số điện thoại là mọi người có đơn và nhớ cho em là mọi người kèm theo lượt chia sẻ, vì chia sẻ nó có tác dụng cực kỳ nhiều luôn. Thứ nhất nó sẽ đẩy tương tác với livestream và thứ hai nữa là các bác ơi, mọi người sẽ được bao tiền, mọi người sẽ được săn về giá sale mọi người nhá. Mà cái giá này sẽ không được vụ inbox. Chúng ta có thể chốt hàng trên inbox nhưng chúng ta sẽ không được chốt giá với giá này nha mọi người, được chưa? Đó thì bác nào chốt trong cardigan này mới chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm ạ. VIP 16 và số điện thoại cho em để có đơn mọi người nhá. Ok, em sẽ qua VIP 16 nha. VIP 16 tại livestream của em nhưng mới giá là 275.000 một áo cardigan mọi người nhá. Em đọc cái giá mà em đọc kiểu sợ lắm mọi người. Đọc vân vân đấy. Mọi người tại sao em Nhung không dám đọc giá nhiều không ạ? Bởi vì là chỉ sợ là chế Lan bước chờ xem cái livestream của em mà thấy là mọi người được chốt với 275.000 là đau ví cực kỳ luôn mọi người. Cardigan bán đa nhà đang bán 490.000 và hôm nay em Nhung sale lớn cho mọi người 70-80% tận 275.000. Lưu ý á là giá này chỉ áp dụng tại livestream thôi nhá. Màu này của em là màu xanh nhỉ, cái màu này kết hợp với cái màu vàng đẹp nhỉ các gái ơi. Màu này rất là đẹp luôn mọi người nhá. Màu này màu chốt đơn lên cho em sẽ là màu vàng màu xanh nha mọi người. Màu này chốt đơn cho em là màu trắng nhá. Và màu này mọi người chốt đơn cho em là màu nâu nha. VIP 16 và số điện thoại cho em 275.000 nhá. Đấy. Ôi bán lắm. Bán nó 375.000 còn cảm thấy tự tin mà bán 275.000 là em cảm thấy thật sự mọi người là em bán kiểu đúng là đam mê luôn mọi người ạ. À. Có măng tô tay dài hết rồi mọi người. Áo đen bên trong là áo quay mọi nhá. Áo đen bên trong là áo quay đấy mọi người ạ. À. Quay này mọi người có thể tháo dây cũng được nha mọi người. Cái sao? Phải ở áo này mà. L15 là cái gì? Thôi cái này không bán. Đây, cái này mọi người ơi, mọi người chốt cho em cái này. Đây nhá, bác nào lấy áo quay mô đang mặc bên trong lên đơn. Măng tô VIP 15 có sai chứ mọi người ơi, hàng thiết kế chắc chắn phải có sai, còn cardigan không có sai mọi người nhá. Đây bác nào hỏi áo đen bên trong em Nhung mặc thì mọi người chốt cho em sản phẩm này. Cái này thì nó sẽ là có màu đen với cả màu trắng mọi người nhá. Chốt giúp em sẽ là mã sản phẩm gì? L15 nhá. 79.000 một áo giúp em ạ. Lưu ý cái này em không đi đơn một cái, bên trong có mút mọi người nhá. Có mút các bác nhá. Cái này không có sai đâu mọi người ạ. Răng thoải mái cho em, quay mà thoải mái cho em. Cái này em Nhung quay mà thoải mái mọi người ạ, không bị kiểu không bị bay luôn mọi người ạ, không bị kiểu chảy luôn mọi người nhá. Váy bao tiền em? Chị gái Phạm Yến ơi, cardigan thì có giá là cái này không phải váy đâu mọi người nhá. Cardigan thì sẽ có giá là 275.000, VIP 16 quần da có giá là
quần da có mã là Q931, có giá là 199. Còn áo bên trong nhưng mà mới chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm là L15 rồi nhá. L15 dùm em để có đơn. Còn bây giờ em Nhung sẽ qua cho mọi người một cái sản phẩm vest nhá, vì các bác đang hỏi vest rất là nhiều nhá. Sơ chỉ cái cardigan nhé. Bác nào lấy áo cardigan lên đơn để mã cho em là VIP16 ạ. VIP16 áo không có size và 3 gam màu luôn cho em nhá. Màu xanh ạ, màu này các bác gọi cho em là màu trắng này, và màu be cho em nhá, 3 gam màu. 275.000 một áo luôn cho em ạ. Dưới 70kg các bác mặc vừa luôn cho em. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP16, 275.000 một áo. Áo cực kỳ đầm tay luôn nhá, cầm cực kỳ nặng tay luôn, em cầm rất là mỏi luôn ạ. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP16. Còn bác nào lấy áo măng tô đầu lai, lên đơn để lấy mã cho em là VIP15 ạ. VIP15 là áo này cho em nhá, măng tô ạ. Lên đơn để lấy mã cho em VIP15, 325.000 một áo. Và áp dụng miễn phí ship với bác nào có danh hiệu người chia sẻ like. 3 gam màu cho em nhá. Màu đen này, màu này các bạn gọi cho em là màu rêu nhá. Và màu đâu luôn cho em 3 size dưới 63kg các bác mặc vừa. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP15 ạ. Em sẽ qua một mã áo khác cho bác nào vừa hỏi luôn đấy ạ. Các bác chấm tương tác và chia sẻ like luôn cho em nhá. Bác nào đang ở trong live cho em xin mọi người chấm like ạ. Nếu mọi người không mặc được măng tô dài nhá. Nếu mọi người không mặc được măng tô dài, dáng dài như vậy, đặc biệt là đối với ai thấp thì mọi người chọn em này cho em mọi người nhá. Cái này nó rất là ứng dụng, nó rất là cao vì thân này của em nó sẽ là thân ôm. Và thứ hai nữa là mẫu này các bác có thể mặc trùng dáng ạ, hoặc là các bác có thể mix với quần baggy mặc đi làm được cho em. Đấy, nói chung là phong cách này nó sẽ là đa phong cách, các bác mix với gì cũng đẹp nhá. Mở suông hay là kể cả các bác đóng cài mở như này cho em cũng rất là đẹp luôn. Lưu ý ạ, sản phẩm này em còn rất là ít, đọc màu, đọc size, đọc vào giá chị nào luôn em ơi. Hiện tại áo vest dáng dài này bên em chỉ nhận hai màu, đó là màu nâu và màu be thôi nhá. Nhưng hiện nó có 3 size SML nhưng còn số lượng rất ít thôi. Thôi bỏ tôi đi. Cái Chanel gì đó. Ok. Đó. Mọi người chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm măng tô có size mọi người ơi. Tất cả đều có size mọi người nhá. Tất cả đều có size nha mọi người ơi. Áo gì nhỉ? Áo dây màu đen trắng, bác chốt cho em sẽ là mã sản phẩm gì ạ? L15 giúp em nhá. Bác Trần Tươi comment lại mã cho em là L15 giúp em là áo quây nhá. 79.000 một áo luôn cho em. 79.000 mọi người nhá. Xả blazer có, xả blazer bác ơi, lên blazer cho em luôn mọi người nhá. Cái này của em là L15 nha mọi người. L15 79k và lưu ý cho em là cái này em phải đi ghép đơn mọi người nhá. Chứ em không có chỉ có, đọc nhắn có đi rời đâu nên là mọi người cho em. Cái này sẽ em có hai màu nha mọi người. Có màu em đang mặc ở trên người sẽ là màu be và màu này của em sẽ là màu nâu mọi người nhá. Chốt giúp em sẽ là mã sản phẩm là VIP mấy? VIP 17 giúp em ạ. Măng tô size 17 là size L mọi người ạ. Size L nhá. Thì sẽ là dưới 63kg đủ lại các bác mặc vừa cho em. VIP 17 là bao tiền? Bác nào lấy áo vest dáng dài lên đơn để lấy mã cho em là VIP 17. Giá niêm yết ở cửa hàng là 550.000 một áo. Hôm nay bác nào có danh hiệu người chia sẻ like, lên đơn để lấy mã cho em VIP 17, 335.000 một áo luôn cho em nhá. 300 gì? 335.000. 335.000 nhé mọi người ơi. Đó, cho chị một túi nào. Mọi người lưu ý cho em nhé là sản phẩm này của em là có đủ size. Tất cả sản phẩm bên em đều có đủ size SML nha mọi người ơi. Chị gái Trần Tươi để lại số điện thoại cho em nhé. Các bác ơi, khi mà đặt hàng ở tại livestream nhiều nhất này, mà phải có mã, có số điện thoại thì mới có đơn nha mọi người. Chị gái Tuyến Nguyên inbox cho em bên trong nhé, để bên em hỗ trợ cho mình được chưa ạ. Mã này mới chốt đơn cho em ở tại livestream sẽ là mã sản phẩm VIP 17 nha mọi người, với 3 size SML nha mọi người, và có 2 gam màu các chị gái nhá, là màu nâu và màu đen. Nếu mọi người không mặc măng nô tô dài, các bác lấy chọn cho em sang dáng này. Dáng này nó rất là tiện mọi người ạ, vì là với những ai mà thích mặc dài tay và với những ai mà thích mặc là thân ngắn ạ, thì các bác có thể là chọn cho em mã này mọi người nhá. Chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm VIP 17 và số điện thoại cho em 3 size SML. Size L này em nhận màu sẽ là dưới 60kg đủ lại các bác mặc vừa nhá. Và lưu ý cho em là những sản phẩm này đều có đủ size SML luôn, được chưa mọi người? VIP 16 đây bác ơi, VIP 16 là áo cardigan mọi người nhá. VIP 16 là mã này, mới chốt đơn cho em là VIP 16 này, các bác đặt cardigan mọi người nhá. Cardigan hiện tại em sẽ ở tại livestream là 275.000 mà em chỉ nhận ở tại livestream thôi. Nên khi bác nào đặt hàng thì mọi người phải tranh thủ luôn cho em. Màu này các bác chốt em là màu trắng nhá, treo chị lại móc nào. Đó, phải móc to hơn nó mới không bị tụt. VIP 16 giá là 275.000 mọi người nhá. Có màu này mọi người đừng chốt riêng màu mọi người. Nếu mọi người chốt riêng màu mọi người là em ngày mai các bạn sẽ không khớp mã đâu ạ. Chốt dù em màu này màu nâu nhá. Màu này mọi người chốt cho em là màu be ạ.
Còn màu vừa rồi mọi chút em là màu xanh mọi nhá, chứ mọi người bây giờ mọi bảo có màu xám của mọi người. Là ngày mai trong kho không biết cái này màu xám đâu. Nên là mọi người comment cho em nhá. Mã này comment cho em sẽ là mã sản phẩm ạ. VIP 16 ạ. VIP 16 màu này chốt em màu xanh này. Màu này chốt em màu trắng nhá. Và màu này các bác chốt em sẽ là mã sản phẩm VIP VIP 16 nhá. VIP 16 nâu nhá. 275.000. Ok chưa mọi người? Và sản phẩm em nhưng mà cái trên người với chốt đơn cho em là VIP 17 nhá. Em sẽ khoác lại cho các bác cái mẫu sản phẩm này, bởi vì các bác đang hỏi cái màu này rất là nhiều và size nữa. Sản phẩm này của em size lớn nhất sẽ là dưới 63 kg, đồ này các bác mặc vừa cho em rồi nhá. Còn áo mà em nhưng mặc là VIP 17 thì có size đến 60 cân thôi. Nên bác nào đặt hàng thì mọi phải lưu ý cho em rồi nhá. Đây. Bác nào lấy áo cardigan lên đơn để lấy mã cho em là VIP 16 giá phục vụ cho các bác trong buổi live ngày hôm nay là 275.000 luôn cho em nhá. Các bác lưu ý là lên đơn có mã, có số điện thoại luôn cho em là mình có đơn ạ. Bác gái Thủy Nguyễn comment luôn số điện thoại luôn cho em nhá. Sang cho chị mượn blazer luôn nhá. Cho chị vào blazer luôn, vì khách đang hỏi blazer luôn thì tiện một công mặc. Ok mọi người ơi, chị gái nào đang hỏi là cái mã này của em có những size gì đúng không ạ? Size S, B, L và em nhận màu sẽ là dưới 63 kg, đổi lại các bác mặc vừa cho em rồi nhá. VIP 16 nâu, bác Khánh Toàn ơi để lại số điện thoại và số để lại mã số điện thoại luôn cho em để có đơn. Vậy nhưng em đã xả rồi mọi người ơi. Vậy váy nhung em đã xả rồi nhá. Mẫu này của em thì sẽ có 3 size S, M, L và 3 gam màu nha mọi người. Hiện tại em đang mặc ở trên người là màu nâu rồi nhá. Có màu rêu và màu đen ạ. VIP 15. Ngày hôm nay này, lưu ý ạ, giá này là giá hỗ trợ trong livestream tối ngày hôm nay 325.000 và em nhung áp dụng miễn phí ship dành cho những bác nào lên đơn tại đây và bác có 3 lần chia sẻ live giúp em. 3 lần chia sẻ mọi người cực kỳ có tác dụng luôn. Nó rất là nhanh, nó chỉ mất đúng khoảng 5 giây các bác thôi. Các bác có thể chia sẻ, các bác ngại chia sẻ vào trang cá nhân thì các bác có thể chia sẻ vào trang hội nhóm cho em. Là các bác sẽ được giảm ngay 30.000 tiền phí ship rồi mọi nhá. Chốt đơn dùng của em sẽ là VIP 15 và số điện thoại. Cái này mọi người mặc cực kỳ sang. Em thật luôn là các bác mặc cái này ấy, nó tiện hơn là những cái dáng tay dài. Mặc dù nhà em có bán tay dài thật, nhưng mà cái này ứng dụng của nó sẽ cao hơn vì miền Nam các bác mặc được. Và thứ hai nữa là ra xuân ấy mọi người, khi mà thời tiết nó hơi nóng nóng lên rồi nhá, thì các bác vẫn có thể mặc được những cái sản phẩm này, hoặc là các bác để khoác hè cho em cũng được nha mọi người. Mã này của em mời chốt đơn cho em là VIP 15 và số điện thoại cho em nhá. 325.000. Và bây giờ em sẽ rút sang cho mọi người áo blazer nha. Đó thì bác nào chốt VIP 16 thì mời tranh thủ, vì là VIP 16 thì em vừa mới like rồi ấy mọi người. Like ngay ở đầu like rồi. Lượng đơn nó cũng lên khá khá rồi. Nên bác nào mà chốt VIP 15 là chúng ta bây giờ phải cạnh tranh cao đấy mọi người ạ. Phải đẩy mã thật là nhanh nhá. Các bác lưu ý lưu cho em là lên đơn có mã, có số điện thoại luôn cho em là mình có đơn nhá. Lấy áo cardigan lên đơn để lấy mã cho em là VIP 16 luôn cho em. Cái gì đấy? Đi chơi Noel này hả? VIP 16 là áo cardigan 275.000 một áo luôn cho em ạ. Ok mọi người ơi, chúng ta sẽ qua blazer nhá. Chị gái nào vừa gọi em blazer đây mọi người ơi. Chị bảo nó ôi là trời, cứ mặc blazer lên thôi à, cứ mặc blazer lên cảm thấy rất là sung luôn. VIP 15 ok các bác luôn nha mọi người ơi. Mẫu này của em thì sẽ có 3 màu nhá. Có màu xanh em như mặc ở trên người này, màu đen, màu be nha mọi người ơi. Mã này của em mới chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm bao nhiêu em ơi? VIP 18. Mọi người, bảo đây nhưng là hôm nay phải in khá nhiều cái áo này về để cho các hội chị em chơi cùng với em mọi người ạ, để mặc sắp tới là em nhưng kiểu tốt nghiệp ấy. Thành ra là em in cho cả lớp luôn mọi người ơi, để có thể làm một cái màn đen đến nhá. Ai cũng hỏi là tại sao nhà người shop bán rẻ thế, chất đẹp thế rồi có độ vai em cũng như này mà bán rẻ thế mọi người ạ. Bán vì đam mê là anh chỉ bảo là tôi đi shop bán vì đam mê thôi. Thật sự mọi người luôn, là với một cái form trẻ trung như này, và thứ hai là kiểu dáng nó khỏe khoắn như này và dòng chất kết hợp luôn rồi nhá. VIP 18 giúp em rồi ạ. VIP 18 bao tiền cái thôi? VIP 18 giá niêm yết ở cửa hàng là 450.000 một áo. Hôm nay bác nào có danh hiệu người chia sẻ like đủ 3 lần cho em lên đơn để lấy mã là VIP 18 295.000 một áo luôn giúp em nhá. Bác nào lấy áo lên đơn để lấy mã cho em VIP 18 ạ, 295.000 một áo blazer ạ. Mọi người, riêng blazer các bác mặc không trẻ là em nhưng không tính tiền. Em thật là các bác mặc lên nó chỉ có sang và sang thôi mọi người nhá. Đối với dòng này sẽ có 3 size và nhà màu sẽ là dưới 63 kg, đổi lại các bác mặc vừa cho em. Chất này, form này, hàng thiết kế 2 lớp cho bác luôn. Cầm cái áo ở trên tay thôi là các bác nhìn thấy được cái form, cái dáng rồi. Huy cũng rất là xịn sò nhá. Túi này, túi tắm đầy đủ cho em mọi người ơi. Các bác chất luôn. Này xếp 86, em không sale đâu mọi người, có sale đấy mọi người ạ. Mọi người đợi em chút xíu mọi người nhá. Lên vest ngắn đi ạ, vest ngắn em hết lâu rồi bác ơi. Vest ngắn em hết sạch sành xanh rồi, chỉ có vest dài thì tại là chỉ còn blazer. Với cả vest dài em vừa mới sâu cho bác thôi. Thì bác này lựa cho em 2 form giá nữa mọi người nhá. Mẫu này thì em cao 1m60, cái nên thật ra blazer không nên mặc
quá ngắn mọi người nhá. Và tầm như này là mặc nó dài rồi. Được chưa mọi người? Cũng không quá dài. Thành ra các bác kết hợp như này thì rất là trẻ cho em mọi người nha. Chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm mã VIP 18 và dưới ngoài 295.000 một sản phẩm blazer mọi người nhá. Bình thường các bác mua áo sơ mi đã phải là bao tiền mọi người? 350 hoặc là 300.000 một áo rồi. Và ngày hôm nay một chốt ở tại livestream của em sản phẩm này với 295.000. Lưu ý ạ, giá niêm yết dành cho sản phẩm này ở tại cửa hàng của em là 490.000. Và ngày hôm nay một chốt sale tại livestream của em với giá là 295.000 và chỉ nhận chốt ở tại livestream thôi mọi người nhá. Tụi em đang cầm là mã túi xịt mọi người ơi. Túi xịt thì sẽ có 3 màu nhá. Em có màu trắng này, màu nâu này và màu đen bác nhá. Mọi chốt túi xịt mọi lên đơn cho là túi xịt vào số điện thoại 325 một túi ạ. Cái này sẽ có một cái dây cài dây khăn này, khăn nhấp, khăn cho các bác luôn. Và thứ hai nữa là bên trong sẽ có 3 ngăn ạ. Túi này mọi người nhìn cho em cái form túi rất là đẹp luôn mọi người nhá. Trần chỉ này, trần chỉ và ô chám nó vô cùng xịn sò. Chất liệu là da thật mọi người nhá. VIP 18 xanh ok bác luôn. Vest dài tay ngắn giá bao nhiêu shop? Vest dài tay ngắn. Okay. Vest dài tay ngắn là sao ta mọi người? Vest dài là... mọi người. Là cái mang tô này. VIP 15 thì sẽ có giá là 325.000 và hỗ trợ miễn phí dịch dành cho những tài khoản nào lên đơn tại đây và chia sẻ like mọi người nhá. Thì bác nào chốt mã này mọi comment cho em sẽ là VIP 15 vào số điện thoại. Còn bác nào chốt mã túi này mọi lên đơn cho em là túi xịn vào số điện thoại cho em mọi người nhá. Túi xịn hiện tại em nhung sale tại livestream sẽ là 325.000. Tranh thủ luôn mọi người ạ, bởi vì là không phải lúc nào chúng ta có thể săn được sản phẩm này với giá sale ở tại livestream mọi người nhá. Mã này một chút đơn này là VIP 18 nha mọi người ơi. VIP 18 nhá. Mẫu này của em thì sẽ có 3 màu. Tại màu B là em Nhung đã hết size S rồi mà chỉ còn size M và size L thôi. Thật ra là đối với form blazer các bác cứ mặc rộng ấy, form nó kiểu dấu dụng Hàn Quốc ra là đẹp, còn không nhất thiết là phải mặc chuẩn size đâu mọi người nhá. Mã này chốt đơn này là VIP 18 nha mọi người. Còn bây giờ thì em Nhung sẽ rút sang cho mọi người váy body ạ. Váy body luôn. Ok, em Nhung sẽ sau mã này em lên váy body cho các bác luôn nhá. Em đọc lại mã cho các bác mới vào xem live này. Bác nào đang ở trong live cho em xin một nút chấm và tương tác chia sẻ like luôn cho em nhá. Bác gái Hà Sinh comment lại mã số điện thoại luôn cho em nhá. Đây ạ. Bác nào lấy áo blazer lên đơn để lấy mã cho em là VIP 18. VIP 18 giá phụ cho bác trong buổi live hôm nay là 295.000 một áo. 3 màu cho em, màu xanh, màu be và màu đen luôn ạ. 3 size S, M, L dưới 60kg các bác mặc vừa nhá. Lên đơn có mã có số điện thoại luôn cho em, mã này là VIP 18 ạ. Bác nào lấy áo măng tô dáng dài đầu like lên đơn lấy mã cho em. Đây ạ. Bác nào lấy mã này lên đơn để lấy mã cho em là VIP 15 nhá. VIP 15 giá phụ trước bác trong buổi live ngày hôm nay cho em là 300. Bây giờ đây ạ. VIP 15 nhá, 325.000 một áo luôn cho em và áp dụng miễn phí ship với bác nào có danh hiệu người chia sẻ like, chia sẻ đủ 3 lần cho em nhá. Bác các bác phải chia sẻ like thì mình mới có đơn ạ. Lấy măng tô tay ngắn lên đơn để lại mã cho em là VIP 15, 325.000 một áo và áp dụng miễn phí ship 3 gam màu và 3 size dưới 63kg các bác mặc vừa ạ. Màu này các bác gọi cho em là màu nâu này, màu rêu và màu đen luôn cho em nhá. Lên đơn có mã có số điện thoại luôn cho em là mình có đơn. Bác gái Khanh Toàn bổ sung số điện thoại luôn cho em. Các bác lưu ý phải lên đơn có mã có số điện thoại mình mới có đơn ạ. Lấy áo cardigan lên đơn để lấy mã cho em là VIP 16. VIP 16 giá phụ cho các bác trong buổi live ngày hôm nay là 275.000 một áo. Áo không có size và dưới 70kg các bác mặc vừa luôn ạ. Ok là đây nhá, em sẽ qua vài váy body cho các bác luôn. Bác nào của em vải body. Trời ơi, mỗi lần mặc cái váy này lên này là kiểu body các thứ mọi người. Lên dáng auto sinh luôn mọi người nhá. Tấm rất này thì thật ra miền Nam mà vẫn mắc được thoải mái cho em. Với những bác nào kiểu là thời tiết mà nó hơi kiểu là tối nó hơi lạnh lạnh là các bác có thể mặc được cho em rồi. Diện ra đường mọi người đẹp quá luôn. Body lên là chỉ cần là mặc cái váy này của em vào là các bác sẽ có một cái vòng body đẹp như này luôn mọi người nhá. Đó thì bác nào chốt mã sản phẩm này lưu ý cho em này, có tận 4 form size đúng không? Thế có tận 4 form size mọi người ơi. Không phải váy body nào này em cũng làm 4 form size đâu mọi người nhá. Mà cái váy đấy phải cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Cực kỳ đẹp và lên dáng mã nào là siêu phẩm em đó bác thì mới có làm được 4 form size mọi người nhá. VIP 18 ok bác luôn này. Em xem lại cardigan đây mọi người. Cardigan này trời ơi. Mặc cái váy dài này xong rồi khoác kiểu cardigan nhà các em ơi. Ôi, nghĩ lên thôi đã thấy nó đẹp lắm rồi mọi người ạ. Mọi người chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm váy thì là mã gì nhỉ? Các bác lên đơn cho em mã váy mẫu đang mặc là VIP 19 cho em nhá. VIP 19 ạ. VIP 19 đọc giá không? Đọc giá. Giá niêm yết ở cửa hàng là 390.000 một váy. Hôm nay bác nào có danh hiệu người chia sẻ like lên đơn để lấy mã cho em là VIP 16.
giá sale phụ cho các bác là 200 cardigan nhá. 215.000 một váy luôn giùm em nhá. Mọi người cardigan 19 là luôn giùm em ạ. Cardigan là VIP 16, bác nào chốt cardigan mới lên đơn cho là VIP 16 và số điện thoại cho em để có đơn. Màu trắng hay vừa khoác này, màu xanh này và màu be mọi người nhá. VIP 16 là 275.000 tại livestream. Giá này là giá hỗ trợ trong livestream thôi nên bác nào chốt hàng thì mọi lưu ý cho em nhá. Lên đơn đúng cú pháp ạ, có mã, có số điện thoại giùm em để có đơn nha mọi người. Bác nào chốt cardigan lên đơn cho là VIP 16 ạ. Còn bác nào chốt váy em mặc mới lên đơn cho em sẽ là VIP 19 và số điện thoại cho em để có đơn nhá. VIP 19 đúng em. VIP 19 và số điện thoại luôn cho em để có đơn mọi người nhá. Giá sale hiện tại cho các bác ở tại livestream tối ngày hôm nay sẽ là 215.000 một váy ạ. Giá niêm yết dành cho sản phẩm này ở tại cửa hàng sẽ là 390.000. Khi mà hồi săn sale ở tại livestream của em, giá hỗ trợ cho mọi người trong livestream tối nay sẽ là 215.000 một váy mọi người nhá. 4 form size S, M, L và XL. Cái chất liệu này nó sẽ là chất liệu dòng dòng len nhung tắm mọi người ạ. À. Đanh, co giãn thoải mái cho em và body lên giá không bị lộ gân quần quần áo mọi người nhá. Mã này kèo khóa phía sau luôn cho em và khóa phần phía trước, các bác có thể điều chỉnh cho em bằng cách là nếu bác nào mà thích sexy thì bác có thể kéo bớt xuống cho em, còn bác nào mà thích kín đáo lịch sự thì các bác có thể kéo cao được cho em mọi người nhá. Dòng chất liệu này thực ra mọi người miền Bắc miền Nam mọi người hay hỏi em là miền Bắc miền Nam mặc được hay không, thì đối với những bác nào miền Nam mọi người hơi xe lạnh một chút xíu thôi là các bác mặc được dòng này váy này mọi người nhá. VIP 19 mà số điện thoại cho em để có đơn thì mở cái túi đang mọi chốt đơn lưu ý cho em này. Màu em nhung mặc trên người sẽ là cái tông màu cực kỳ độc, cực kỳ lạ luôn. Màu này sẽ là màu xanh mọi người nhá. Em có màu nâu với cả là em có màu da với cả là màu đen nha mọi người. VIP 19 và số điện thoại cho em để có đơn mọi người nhá. Mẫu đậm này là 215.000 một váy ạ. Các bác mà cần em lên gì cứ bắt đầu trong livestream để em nhung có thể phục vụ một cách tốt nhất và nhanh nhất mọi người nhá. Mã sản phẩm này hiện tại là em đang có 4 size các mọi người ơi. Body lên váy này, nuột nà luôn. Kể cả là dáng váy, kể cả các dáng không đồ đẹp ạ, thì bên em vẫn có những cái đồ bổ trợ cho mọi người. Thứ nhất là nếu mà body chúng ta chưa được chuẩn thì các bác có thể mua cho em một chiếc quần chip được mông là để thứ nhất này ken bụng và thứ hai là giúp các bác nở mông hơn. Mặc body này là nụt nà luôn mọi người nhá. Mã này là VIP 19 nha mọi người ơi. VIP 19 dùng em 215.000 một váy mọi người nhá. Có xanh ạ, có màu da và màu đen mọi người nhá. Chuẩn bị cho mã sau nè. VIP 19 size S chị gái hàng tủm tỉm ơi. Chị gái có mã, có số điện thoại giùm em để có đơn mọi người nhá. Mọi người có mã, phải có số điện thoại thì mọi người mới có đơn. Còn nếu mà để lại nguyên mã là chắc chắn chúng ta sẽ không có đơn vì là khi mà lên live mọi người ạ. Cái này là cái quyền lợi mọi người nhá. Vì là chốt inbox thì em vẫn chốt bình thường, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có sale, mà trong một ngày chỉ có những khung giờ nhất định thôi. Ví dụ giá đã sale tại livestream rồi thì chỉ được áp dụng trong livestream của buổi ngày hôm nay thôi mọi người nhá. VIP 19 giùm em nha mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ qua sơ mi với cả quần suôn cho bác mọi người nhá. Đó, ok la mọi người ơi. Bác nào đang ở trong live cho em xin một nút chấm và tương tác chia sẻ live luôn cho em nhá. Lấy váy mẫu vừa mặc lên đơn để lại mã cho em là VIP 19 ạ. VIP 19 giá xe vũ cho bác trong buổi live ngày hôm nay là 215.000 một váy luôn. Váy có 3 màu và 4 form size S, M, L và XL. Dưới 65kg các bác mặc vừa cho em nhá. Mẫu vừa mặc là màu xanh này, màu này các bạn cho em là màu be và màu đen luôn nhá. 3 gam màu, dưới 65kg các bác mặc vừa, 215.000 một váy. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP 19 ạ. VIP 19 nhá. Các bác lên đơn có mã, có số điện thoại luôn cho em. Ngày mai bên em có nhân viên tư vấn chốt đơn luôn ạ. VIP 19 215.000 một váy. Bác nào lấy áo cardigan lên đơn để lấy mã cho em là VIP 16. VIP 16 giá sale vụ cho các bác trong buổi live ngày hôm nay là 275.000 một áo. Màu này các bác gọi cho em là màu trắng này, màu xanh và màu be luôn giúp em nhé. VIP 16 là mã áo cardigan 275.000 một áo. Lên đơn có mã, có số điện thoại luôn giúp em là mình có đơn. Các bác chấm tương tác và chia sẻ like luôn giúp em. Ơ khách vừa vào sao khách lại đi rồi à? Bác nào lấy áo blazer lên đơn để lại mã giúp em là 15, VIP 18. VIP 18 nhá, lấy áo blazer lên đơn để lại mã cho em là VIP 18. Giá sale phục vụ cho các bác trong buổi live là 295.000 một áo ạ. Màu này các bác gọi cho em là màu xanh nhá, màu be ạ và màu đen, 3 size dưới 60kg các bác mặc vừa luôn cho em. VIP 19 mọi người ơi, chị gái gì nhỉ? Kim Huệ ơi, mình để lại mã số điện thoại luôn cho em để có đơn nhá. Tất cả các bác ơi, comment đầy đủ cú pháp mã số điện thoại luôn cho em để có đơn. Từ hôm qua mà không lấy quần khác. Sợ thế là treo quần ra đấy này. Bán hàng kiểu gì các em? Các bác lưu ý là lên đơn có mã, có số điện thoại là mình có đơn nhá. Lấy váy body lên đơn để lấy mã giúp em là VIP 19 ạ. 215.000 một váy nhá. Có mã, có số điện thoại luôn giúp em là mình có đơn ạ. Ok là đây nhá, em đem một túi trắng dáng quần, một con áo cực xinh cho các bác luôn.
Ok, chúng ta sẽ qua sang sườn hách dáng luôn nhá. Quần này mọi người mặc lên là cứ cái tầm kiểu 1m7 thôi, không cần biết là mọi người cao bao nhiêu, nhưng mà riêng mặc quần của Đen lên là mọi người 1m50 thành 1m7 luôn. 1m1 kiểu đôi chân 1m1 luôn mọi người nhá. Riêng đôi chân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là bao nhiêu mọi người? Là 1m1 đúng mọi người. Đó, mà hôm nay mọi người mặc quần của em, cái độ dài quần của em là 1m06, và khi mọi người mặc cái quần này lên kết hợp với cả một cái đôi giày cao gót cho em nữa là các bác ơi lên tầm khoảng vài chân kính nữa. Đó, cộng thêm cho em một đôi rất đôi giày nữa mọi người, đôi giày tầm khoảng 10 phân nữa thôi là chắc chắn là các bác cao, cái đôi chân của mọi người sẽ dài y như của Hoa hậu luôn mọi người nhá. Quần đẹp em có tất 4 form size S, M, L và XL. Mã sản phẩm này là quần suông và ống quần suông này em là ống suông đứng nhá. Suông không quá to. Độ chiều dài quần sẽ là 1m06 và ống quần sẽ là 21 nha mọi người. Có hai gam màu ạ, màu đen và màu nâu mọi người nhá. Sản phẩm này sẽ giúp mọi người là hách chân hách dáng ạ, đặc biệt là đối với những ai mà người hơi thấp một chút xíu ạ. Mọi người nhá, lưu ý ạ, quần dài các bác được tìm kiếm ở bên ngoài, nhưng mà riêng quần ngắn ạ thì các bác chỉ có đến gọi à nhầm, quần dài thì tìm rất khó, nhưng mà thì quần ngắn thì bên ngoài thị trường rất là nhiều. Quần này của em là Q35 mọi người nhá. À cái gì? Các bác lấy quần lên đơn để lại mã giúp em là VIP 20 nhá. Quần là VIP 20 giúp em ạ. Nhầm ạ. Hôm nay là list này của em là list sale quà Noel, thành ra là để tất cả những cái mã đặc biệt mà ạ. Bình thường là Q35, hôm nay là để loại gì? VIP bao nhiêu? VIP 20. VIP 20 mọi người nhá. Quần này của em có hai màu ạ. Có màu em nhung mặc ở trên người sẽ là màu đen, và màu này màu nâu be mọi người nhá. VIP 20 và số điện thoại cho em để có đơn. Đọc lại đọc mã giá quần VIP 20 giá sale cho các bác trong buổi live ngày hôm nay là 209.000 một quần luôn giúp em. Lên đơn có mã, có số điện thoại luôn giúp em là mình có đơn ạ. VIP 20 nhá. Luôn mọi nhá. Mà em ở đứng ở livestream này chỉ có cao 1m6 thôi mọi người ạ. Chỉ có cao 1m6 thôi, nhưng mà riêng đôi chân này của em tính từ cái cạp quần xuống cái ống quần này là phải 1m06 rồi nhá. Mà chưa phải là không phải là ai 1m7 cũng có một chiều dài chân như vậy nha mọi người. Mã sản phẩm này các bác chốt cho em sẽ là mã sản phẩm VIP 20 nha mọi người ơi. Hai gam màu của quần này em nhận màu sẽ là dưới 64 kg, đổi lại các bác màu vừa cho em. Còn áo các bác lên đơn cho em sẽ là mã sản phẩm VIP 21 mọi người nhá. VIP 21 có màu xanh xanh em đang mặc trên người là xanh cốm này, màu đen ạ, màu trắng ạ và màu nâu rồi nhá. VIP 21 và số điện thoại cho em để có đơn nha mọi người ơi. Sản này sẽ có 3 size S, M, L và nhận mọi người sẽ là dưới 60 cân, đổi lại các bác mặc vừa áo này. Giá chốt sale dành cho sản phẩm này ở tại livestream tối nay. Nhớ lưu ý này là tất cả sản phẩm này là giá chỉ hỗ trợ trong livestream buổi tối ngày hôm nay thôi, và dành cho những các bác nào săn sale trong livestream buổi tối Noel này mọi người nhá. Giá sẽ là 169.000. Sản phẩm này niêm yết tại cửa hàng đang là 290.000 một áo ạ. Ngày hôm nay các bác chốt hàng trên livestream với những lượt xe của các bác đang hỗ trợ ở trên livestream này dùm em sẽ là 169.000 mọi người nhá. Quần này mọi người ơi size 60 cân, 60 cân vừa không ạ? 60 cân các bác mặc vừa quần cho em. Nhưng mà eo 75 thì phải mặc size XL chứ nhỉ? Eo đo eo cho em là eo trên rốn mọi người nhá. Nhớ đo eo dùm em là eo ở trên rốn, chứ mọi người đo eo dưới rốn là hơi khó đấy mọi người ạ. Đây là quần nhà em đều là cặp cao trên rốn, mọi người đo cho em là tầm khoảng 5 phân. Quần này em có size tận 64 kg cơ. Còn về vấn đề size bên em có bạn nhân viên tê sale có điện hỗ trợ tư vấn cho mọi người nhá. Dồn đơn cho chị tin nhắn lúc chiều nhé, chị cả có thể inbox ở bên trong. Nếu bạn có hỗ trợ ghép đơn nhé, vì bác đang inbox ở bên trong rồi thì bác cứ inbox bên trong là chị vừa đặt quần này trên like thì hỗ trợ giá like cho chị nhá. Vì trong inbox hiển là các bạn sẽ không chốt quần này với giá 209, mà chỉ trong khoảng thời gian các bác đặt hàng trên livestream thì các bác sẽ được mua với giá 209 thôi. Và đặc biệt là ở trên livestream này của em rồi nhá. Vải quần giống Q36 à em? Vải quần này giống Q36 đấy mọi người, y hệt luôn. Còn giúp mọi làm cái chất liệu vải ấy, cái món nào ngon thì nhà em mới làm mọi người ơi, để khách của em có thể có một sự trải nghiệm vô cùng hài lòng. Còn riêng về vấn đề chất em có nói rồi, cái chất gì khi đến với Glory Shop nó không quan trọng, tên chất nó không quan trọng là cái quần đấy á, và cái đặc điểm của chất quần đấy có làm khách hàng ưng hay không thì bên em hỗ trợ cho mọi người đó là kiểm tra hàng rồi nhá. Nên là khi các bác mua hàng không kể là ở nhà em hay là ở đâu đó, kể cả đắt hay rẻ nhá mọi người, thì các bác cứ kiểm tra chất cho em, kiểm tra là kỹ càng đẹp thì ra mới nhận hàng rồi nhá. Áo này là VIP 21 nha các bác ơi. Áo này của em thì sẽ có 3 size S, M, L. Cái dáng áo này nó sẽ là dáng áo ôm mọi nhá, phù hợp với những bác nào mà thích kiểu mặc dáng ôm nhẹ một vào người một chút xíu, và đặc biệt là với cái phần thân áo này các bác có thể bỏ xuông ra bên ngoài kết hợp cho em cũng rất là dễ dàng mọi người nhá. Sản phẩm này của em ở tại livestream sẽ là 169.000. Lưu ý ạ, giá niêm yết dành cho sản phẩm này ở trong inbox và cũng như của cửa hàng thì sẽ là 290.000. Còn bây giờ các bác mua tại livestream em với giá là 169.000 mọi người nhá. Chốt dùm em sẽ là mã sản phẩm VIP 21 nha. Còn quần này mọi người bình thường mọi người mua sẽ là 350 ạ. Hôm nay mọi người tại livestream sẽ là 209.000 mọi người nhá. Đặt hàng cho em sẽ là mã sản phẩm là VIP 20 là quần nha mọi người ơi. CV119 còn nha chị gái ơi. CV119 em còn, chị có thể đợi em một chút xíu mọi người nhá. Lên chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm quần là VIP 21
là VIP 20, còn áo sẽ là VIP 21 người nhá. Để lại mã và số điện thoại là chắc chắn các bác sẽ có đơn. Áo thì sẽ có 2-3 màu rồi ạ. Xanh cốm ạ, trắng và nâu ngoài nhá. Áo khuy sử dụng ngọc trai đinh tán ạ. Chất liệu áo không bị nhăn, không bị nhầu và ba size và dưới 60 kg. Đội lại các bác mà vừa cho em. Dòng này sẽ dưới 60 cân nhá. Áo là dưới 60 cân. Còn quần này của em thì sẽ là dưới 64 kg. Đội lại các bác mà vừa cho em. Có bán vòng cổ nhá chị ơi. Vòng cổ này các bác chốt em là dây 1 nhá. Dây 1 và số điện thoại cho em. Cái này phụ kiện là bán kèm thôi, kỷ niệm mỗi bác ạ, 99k nhá. Thì bác nào chốt mở lên đơn là dây 1 và số điện thoại. Cái này thi thoảng là em mới mít đấy. Là ít khi lười lắm, bởi vì nhiều set đồ nó không hợp ấy, nên em thay đổi nhiều là em cũng không hay sâu lắm. Thì bác nào chốt dây này mới chốt cho em là dây 1 và số điện thoại nhá. Áo này cho em là VIP 21, còn quần này chốt đơn cho em là VIP 20. Nhớ á, quần ở trong inbox của tại cửa hàng sẽ là 350. Còn khi các bác lên đường tại đây giá sẽ được hỗ trợ là 209.000. Quần sẽ có hai màu là màu đen và màu blue be. Còn áo mà chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm là VIP 21. VIP 21 của em là 169.000 mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ qua váy hoa mọi người ạ. À nhầm, áo hoa nhá. Nói nhỏ áo hoa này có rất là ít. Hôm trước em lên sale là coi như là bây giờ là buổi vét kho rồi. Vét kho cuối cùng ạ. Bác nào mà chưa săn được thì hôm nay tranh thủ tối nay luôn mọi người nhá. Mặc màu đen thôi em. Đó. Ok mọi người ơi, chia sẻ like ạ. Mỗi bác giúp em một lần chia sẻ like nhá. Chúng ta sẽ qua sản phẩm này nha mọi người. Đây nhá, em lên trên váy CV149 cho bác nào vừa order luôn ạ. Lấy áo B93, à lấy áo lên đơn để lấy mã cho em là VIP 21 ạ. VIP 21 giá sale cho buổi live ngày hôm nay phụ cho bác giá là 169.000 một áo. 3 gam màu, màu xanh này, màu trắng và màu nâu luôn cho em nhé. 3 size S, M, L dưới 60kg các bác mặc vừa. Lên đơn để lại mã cho em là VIP 21 là mã áo nhé. Chất liệu vải không nhăn cho em ạ. Các bác mặc serving thoải cả ngày thoải mái cho em, không bộ nhăn luôn nhé. Áo là VIP 21 ạ. Còn lên đơn để lại mã cho em là VIP 20. VIP 20, 2 gam màu, màu đen và màu be, dáng quần siêu khách trên cho bác luôn ạ. 209.000 một quần, mã là VIP 21 luôn cho em. Lên đơn có mã, có số điện thoại luôn cho em là mình có đơn ạ. VIP 20, 209.000 một quần, 2 gam màu và 4 form size dưới 65kg các bác mặc vừa ạ. Lên đơn có mã, có số điện thoại là mình có đơn nhá. Quần VIP 20 vải cực đẹp form size, em cảm ơn bác gái Hồng Hạnh luôn nhá. Đây nhá. Quần là VIP 20 cho em ạ. 2 gam màu, màu đen và màu be, dáng quần siêu hách chân cực dài cho các bác luôn. Lên đơn để lại mã cho em là VIP 20, 209.000 một quần. Áo là B, áo là VIP 21. VIP 21 cho em là mã áo nhá. 3 màu và 3 size ạ. Màu xanh, màu trắng và màu nâu. 3 size S, M, L dưới 60kg các bác mặc vừa. Lên đơn có mã, có số điện thoại cho em là mình có đơn nhá. Đây ạ, dáng áo và dáng quần luôn cho em nhá. Áo vải không nhăn, các bác serving thoải cả ngày thoải mái luôn cho em. Ok la. Đó, mặc đẹp lắm. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Áo măng tô vừa sâu lại chị chưa? Đây em sâu lại dáng áo măng tô cho bác nào hỏi nhá. Áo măng tô lên đơn để lại mã giúp em là VIP 15, giá sale phục vụ cho bác trong buổi live ngày hôm nay là 325.000 một áo ạ. Thì áo 325.000 một áo và áp dụng miễn phí ship với bác nào có danh hiệu người chia sẻ like nhá. Có 3 gam màu và 3 size dưới 63kg các bác mặc vừa. Mời để các bác gọi cho em là màu nâu nhá, màu rêu và màu đen luôn cho em. 3 size S, M, L. VIP 15 là mã áo măng tô, 325.000 một áo luôn cho em ạ. Gửi lộn cho chị một đen một da. Chị ơi, inbox ở bên trong để các bạn hỗ trợ kiểm tra lại đơn trong tình yêu nhá. Vì là trên live stream thì em màu vàng nằm bắt được là đơn hàng mọi người như nào ấy, thì bác có để ý màu bên trong để các bạn hỗ trợ kiểm tra đơn nhá. Nếu gửi nhầm thì bên em sẽ hỗ trợ gửi lại cho bác được chưa ạ? Đó thì bác gửi lại cho em xong đó thì em sẽ gửi lại hàng cho bác nhá. Ok mọi người ơi, VIP 15 ok bác luôn. Hôm nay không tranh thủ là VIP 15 là các chị tiếc. Hôm nay deal là hơi bị hớ luôn mọi người ạ. 325.000 lại còn được free ship luôn mọi người ơi. Lên dạng ngắn đi nhung á mọi người, dạng ngắn á. Dạng ngắn làm gì còn hàng đâu đúng không? Không còn. Dạng ngắn hết rồi bác ơi. Chân váy len em có len, chị ơi đợi em chút xíu mọi người nhá. Áo hoa và mã chị nào? Hai màu à? Hôm nay có đủ hai màu, là màu vàng với cả là còn màu của em là màu be mọi người nhá. Màu be này còn mấy size nhỉ? Áo màu be thì có 4 size, còn màu vàng em có 3 size. Áo màu be này có đủ 4 size đấy mọi người ạ. S, M, L, XL mọi người nhá. 4 form size luôn, chất liệu tơ ạ. Cái này miền Bắc, miền Nam mặc được cho em. Và đặc biệt là họa tiết hoa này của em cực kỳ sang luôn mọi người nhá. 4 form size dành cho màu này, còn màu vàng là chỉ có 3 size S, M, L thôi. Sản phẩm này các bác chốt cho em sẽ là VIP 22 mọi người nhá. VIP 22 và số điện thoại luôn cho em để có đơn. Còn chân máy này các bác chốt cho em là chân máy gì nhá. Để xem là bình thường đi.
CB119 cũng được. Mọi để cho em là chân máy CB119 mọi người nhá. Chân máy em có chốt đơn đây là chân máy CB119 3 size SML. Giá sale ở tại giá bán tại cửa hàng sẽ là 290.000 chân máy này. Còn ngày nay mọi người chốt ở tại livestream em với giá bao tiền em nhỉ? 130 tiền nhỉ? Chân máy em 130 tiền. Thôi áo vest có áo vest dáng dài 2 nút không chị? Áo vest dáng dài 2 nút không có đâu trời ơi. Chỉ có áo vest dáng dài 3 nút thôi mọi người ơi. Đây này, em vừa có bán đấy mọi người. Em vừa có sale đấy mọi người. Áo ngoài này bao tiền? Mọi người chốt cho em áo này của em sẽ là mã sản phẩm là VIP bao nhiêu? Đó, mã này mọi người lưu ý cho em là những cái sản phẩm này là đều hết sale hết rồi mọi người nhá. Chân máy mọi người cho em là CB119 ạ. Áo này VIP 17 à? VIP 17 giùm em rồi nhá. 335.000 một áo ấy. Hiện tại em Nhung chỉ còn hai màu thôi. Màu này là màu be và màu này của em là màu nâu nhá. Thì bác nào chốt mã này mọi lên đơn cho là VIP 17 và số điện thoại. Đó, còn dáng này làm hai cúc nó không đẹp. Dáng này làm hai cúc nó không hợp đâu mọi người vì thân dài mà. Chúng ta cài hai cúc nó không đẹp mọi người ạ. Dáng dài nên ba cúc thì nó sẽ kết hợp phù hợp hơn mọi người nhá. Áo là VIP 22, còn chân váy là CV119 cho em mọi người nhá. Chân váy các bác lên đơn để lại mã giùm em là CV119 ạ. 166.000 một chân váy. Áo là VIP 22 cho em nhé. 2 gam màu, màu be và màu vàng. 169.000 một áo luôn ạ. Áo riêng rất màu xinh. Be em có size XL phụ cho các bác luôn nhé. Áo kiểu cực xinh hồng luôn mọi người ơi. Be hồng ấy, cái màu này mọi người mặc ấy nó rất là kiểu nhẹ nhàng và kiểu tranh xả một chút xíu. Là các bác nào thích màu ăn thơ các bác để chọn màu vàng cho em. Dầm tơ thì mọi người mặc nó rất là dai ạ. Thân này của em được catalog đầy đủ cho mọi người và cái này của em sẽ có cúc đinh tán mọi người nhá. Áo mọi người chốt đơn hay là VIP 22, chân máy là CV119 nhá. Ví dụ các bác có thể mặc với chân máy màu be kết hợp cho em một cái màu áo này. Trời ơi, biết vậy em mặc cái màu này mà siêu nổi luôn nhá. Màu áo em mặc ấy thì cái màu này của em mình mới có size XL nhá. Còn màu vàng là hết size XL lâu lắm rồi mọi người ơi. VIP 22 size L màu vàng chỉ cái Khánh Đoàn ơi, mình nếu dồn đơn nhá thì bác nhớ báo dồn đơn cho em mọi người nhá. Chân váy bình thường các bác chốt sale bà mua ở inbox hoặc là các bác đặt hàng ở tại cửa hàng, mua hàng ở tại cửa hàng mọi người thì giá niêm yết của em sẽ là 290.000. Còn bây giờ các bác chốt ở tại livestream em giá sẽ là 166.000. Nhưng lưu ý là chốt đơn cho những tài khoản nào đã mất công chia sẻ và đặt hàng đặc biệt là các bác chốt đơn tại khoảng thời gian em đứng livestream mọi người nhá. Áo là bao tiền em nhỉ? Áo là 169.000 một áo luôn nhá. Chân váy là CV119 chị gái Bích Cẩm ơi, tình yêu ơi. Chân váy là CV119 mọi người nhá. Còn áo mọi chốt đơn cho em là VIP 22 nha mọi người. VIP 22 thì các bác mà gặp em ấy là chắc chắn là phải qua Tết thì sản phẩm này mới về vì tơ đến bây giờ thời điểm tơ bây giờ là khóa hết rồi mọi người ạ. Là nó không về vải nữa mọi người nhá. Không có về vải, đặc biệt là cái màu vải này không có đâu. Nên bác nào đặt hàng thì màu vải tranh thủ luôn cho em. Màu em Nhung mặc ở trên người thì có đủ 4 phân size XML XL, còn màu vàng chỉ có 3 size XML thôi mọi người nhá. VIP 22 và số điện thoại cho em. Mỗi màu sẽ đẹp một kiểu, mỗi màu sẽ có một thiên hướng khác nhau, đẹp khác nhau. Thành ra là mọi người có thể là săn cả hai màu để chúng ta kịp thay đổi mọi người ạ. Áo này thì thật ra mọi người những kiểu này không bị lỗi mốt ấy mọi người, mà cũng rất là dễ phối, kể cả mặc bóc mặc quần suông, chân váy ôm, chân váy xòe đều cũng rất là hợp mọi người nhá. Chân váy là CV119 ạ, giá là 169.000, 3 size SML nhá. Dòng chất vải này thì miền Bắc miền Nam mặc được và chân váy này của em là chân váy dáng A nha mọi người ơi. A này của em là A dài, chỉ khi nào em nhấn chân lên thôi các bác có thể thấy là nó mới lộ phần sẻ. Còn nếu mà đứng không chắc chắn là các bác cũng sẽ không thấy mọi người nhá. Có váy nhung không em? Váy nhung bác muốn hỏi là váy nhung bây giờ chỉ còn váy nhung ôm rồi đúng không? Chỉ còn váy nhung ôm thôi đúng không? Hay có xòe hết xòe rồi? Hết xòe rồi, chỉ có ôm thôi bác ạ. Nếu mà bác ok thì em sẽ lên mọi người nhá. VIP 22, màu này em ở trên người sẽ là màu be hồng mọi người nhá. Ngoài cái ánh be của nó sẽ đẹp hơn trên livestream rất là nhiều vì là trên livestream đang bị nhạt bớt một chút xíu ạ. Màu này một chốt cho em là màu vàng nhá. 130.000 nhỉ? 169.000 một áo. Lên đơn để lấy mã cho em là VIP 22 nhá. Hai gam màu đó là màu be hồng và màu vàng. Riêng màu be hồng em phục vụ cho bác là 4 form size có size XL luôn nhá. Chân váy là CV119 luôn giúp em ạ. CV119 166.000 một chân váy. Chân váy 4 size luôn giúp em ạ. Lên đơn có mã, có số điện thoại luôn giúp em là mình có đơn nhá. Mọi người ơi, riêng đối với chân váy này các bác không săn là các bác tiếc vì là nó sẽ kiểu like thiên đường, nó là chân váy A mà vẫn đảm bảo cho các bác là mặc không bị lộ dáng. Và dòng thiết kế này thì mọi người có thể thấy là nó rất là kiểu chảnh mọi người, chứ nó không phải những cái dáng A thường, mà đặc biệt là cái chân váy A bên ngoài họ có lo làm ngắn, họ sợ làm dài lắm, vì là sợ làm dài nó sẽ bị già và bị quê. Nhưng mà riêng nhà em thì không bao giờ theo thiên đường ngắn mọi người ạ, mà luôn luôn là dài. Thì ra các bác mặc vẫn đảm bảo là vừa đẹp, yếu tố sang mà lại còn lịch sự mọi nhá. Quần á mọi người, quần em vừa mới sâu rồi bác ơi, quần em vừa mới có xả quần xua
vâng rồi. Và quần da em cũng lên rồi mọi người nhá. VIP 22 là áo ạ. Còn chân váy là CV119 mọi người nhá. Chỉ cần để lại mã và giới hạn là các bác có đơn thôi. Có lên váy nhung ôm đi em. Ok chị chuẩn bị cho chị mã váy nhung ôm nhá. Rồi ơi, lưu ý cho em là chân váy có 3 size, còn áo màu em nhung mặc trên người ấy mọi người. Thì sản phẩm này của em có tận size XL nên bác nào từ 60 cân đến dưới 64 kg thì bác có thể chọn màu này cho em mọi người nhá. Đó, quần baggy hiện tại là em đang hết hàng lâu rồi mọi người ơi. Quần baggy hôm trước mọi người thấy em đã lên xài hết một buổi rồi, là đến bây giờ là khóa mã sạch sành sanh rồi mọi người ạ. Đó, thì bác nào chốt hàng thì mọi người lưu ý cho em mọi người nhá. VIP 22 là mã sườn áo em mặc ở trên người. Còn chân váy các bác chốt cho em là chân váy CV119 mọi người nhá. CV119 thì hiện tại em đang có 2 màu ạ. Mọi người có thể mix cái đồ này với nhau, rất là đẹp này. Đen đi với bên nó là basic rồi. Màu đen kết hợp màu gì cũng đẹp thì em không nói mọi người nhá. Nhưng mà nếu các bác thích một cái đồ nó nổi ạ, các bác có thể mix như này cho em cũng rất là đẹp. Đó, các bác có thể là mặc cho em một em áo vàng này, mọi người mặc cái màu hoa này mà vẫn có thể mặc được với cả cái chân váy màu nâu nhá, hoặc chân váy màu be cũng hợp lý luôn mọi người ơi. Chị gái biết cảm ơn em thấy đơn của tình yêu rồi nha. Em thấy đơn của chị gái rồi đấy ạ. Mọi người không cần comment nhiều đâu. Em Nhung là em Nhung không đọc tên chốt đơn đấy. Không là mọi người mất cơm mọi người, công mình nhiều quá lại mất cơm mọi người. Áo là 169.000 tình yêu ơi. Áo là VIP 22 169.000. Chân váy là CV119 giá là 166.000. Lưu ý ạ, giá này chỉ áp dụng trong khoảng thời gian Nhung ngừng like thôi. Nên là các bác đặt hàng thì mọi người nhớ ạ, comment ngay tại đây cho em để giữ sale nhá. Và đảm bảo lượt sale cho chúng ta để chúng ta sẽ không bị rớt đơn nha mọi người. Vào đây săn hàng hàng đầy giá rẻ em ơi, chị gái Phạm Vân rất là nhiều nha. Chân váy là CV119 ạ, không phải CV149 đâu mọi người ơi. CV119 dùm em ở nhá. Chân máy này sẽ có 3 size SML, giá ở tại livestream ngày hôm nay sẽ là 166.000. Bình thường các bác mua chân máy này của em là 290.000. Hôm nay các bác chốt ở tại livestream của em giá là 166.000. Áo bình thường các bác mua thì mọi người 299 ạ. Hôm nay các bác chốt ở tại livestream của em giá sẽ là 169.000. Nhưng chỉ tại livestream này thôi mọi người nhá. Vì là livestream tối nay là livestream đặc biệt, tối một cái đêm Noel nha mọi người, chỉ có một lý do như vậy thôi. Các bác chốt sale sẽ là 169.000 mọi người nhá. Áo là VIP 22 ạ. Màu em nhưng mặc trên người sẽ là màu be hồng. Màu này chất em là màu vàng rồi nhá. Sản phẩm này của em thì có 4 form size. Áo màu em là mặc trên người thì có 4 form size SML, XL. Nhưng mà màu này của em chỉ có 3 size thôi. Màu này em nhận mới sẽ là dưới 60 kg. Còn màu anh nhưng mặc ở trên người sẽ là dưới 64 kg. Đổi lại các bác mặc vừa nhá. 30 giây cuối cùng nữa dành cho các bác săn cây đồ em nhưng mặc. Mọi lưu ý cho em là không phải lúc nào các bác cũng có thể săn được giá này ở ngoài khung giờ livestream mọi người nhá. Trong inbox em có bán ạ, nhưng mà em không có áp dụng giá này mà chỉ đúng tại khung giờ livestream thôi. Nên nếu có đặt thì các bác phải tranh thủ luôn mọi người nhá. Chân váy là CV119 giá là 166.000. Còn áo các bác chốt đơn tại livestream em là VIP 22 169.000. Chân váy 2 màu và áo 2 màu mọi người nhá. Ok, vì vừa có bác order em váy nhung thì trước mọi người một chút xíu là em nhìn lên váy nhung trước mọi người nhá. Còn sau mã này, sau mã váy nhung thì các bác muốn em lên gì thì có thể order luôn ở tại livestream để em nhung phụ mọi người nha. Cho em chút xíu mọi người nhá. Em đọc lại mã sản phẩm và giá cho các bác luôn nhá. Bác nào lấy chân váy lên đơn để lại mã giúp em là CV119 ạ. Chân váy CV119 giá sơ vũ cho bác trong buổi live ngày hôm nay là 166.000 một chân váy luôn giúp em. Lên đơn có mã, có số điện thoại luôn giúp em là mình có đơn nhá. CV119 2 gam màu, màu be và màu đen ạ. Dưới 60 kg các bác mặc vừa luôn giúp em. Lên đơn có mã, có số điện thoại luôn giúp em là mình có đơn ạ. Áo là VIP 22 giúp em ạ. VIP 22 giá phụ cho bác trong buổi live ngày hôm nay là 169.000 một áo. Áo 2 gam màu, màu be hồng và màu vàng luôn giúp em nhá. Riêng màu be hồng em phụ cho các bác là 4 form size đến size XL dưới 65 kg các bác mặc vừa. Liên đơn có mã, có số điện thoại áo giúp em là VIP 22 ạ. Em show lại mã áo cardigan cho bác nào vừa mới vào nhá. Áo cardigan các bác lên đơn để lấy mã giúp em là VIP 16. VIP 16 giá sale phụ cho các bác buổi live ngày hôm nay là 275.000 một áo luôn giúp em. 3 gam màu, mình các bác cho em là màu trắng này, màu xanh và màu be luôn giúp em nhá. 275.000 một áo. VIP 16 là mã áo của cardigan nhá. Chân váy chất liệu là gì mọi người? Thực ra cái dòng chất này thì các bác mà Bắc miền Nam mặc được cho em mọi người nhá. Thật ra nói tên ý, nói cái tên nó là gì nó sẽ không quan trọng bằng là các bác yêu cầu em là cái chất liệu này nó có đặc điểm như nào em. Cái dòng chất này thì các bác mặc miền Nam, miền Bắc mặc được nó không quá mỏng mà cũng như là không quá dày mọi người nhá. Chất liệu có cái độ co giãn nhẹ của vải, và thứ hai nữa là các bác ơi, mặc dòng này không bị nhăn, không bị nhầu mọi người nhá. Có dạ dài hay không? Dạ dài thì hiện tại là em Nhung đang bị hết hàng, các bác để inbox thử vào bên trong xem là còn sót kho để các bạn bán lẻ hay không mọi người nhá. Cho chị mượn túi nào. Gì nhỉ?
chân máy là CB119 166 ngàn. Còn hàng bên em các bác được kiểm tra hàng. Nhà mua hàng các bác không bao giờ phải lăn tăn về vấn đề chất mọi nhá. Còn sơ mi khác nhà em mình một vựa sơ mi rồi, thì các bác có thể nán lại live stream cùng em nhá. Mọi đợi em đó, các bác cứ order mà đi, ví dụ các bác đang hỏi sơ mi chút xíu nữa em sẽ lên sơ mi luôn mọi nhá. Mã túi này bác chốt cho em là túi xịn và xuyến ngoại 325 ngàn một túi ạ. Khăn này là khăn đi kèm, bên trong có một quai đeo chéo và 3 ngăn cho mọi người nhá. Túi 3 ngăn và chất liệu để da thật cho em, da lì mọi người nhá. Và mọi người nhìn cho em ô chám này. Cái này mọi người ơi, mọi người có thể thấy là em mix từ đầu livestream rồi, ti tỉ mã rồi, mà đến bây giờ em vẫn sách là mọi người có thể thấy là nó rất là hợp. Tính ứng dụng nó cực kỳ cao, vì là mặc cái nào cái cũng sách được các bác nhá. Đúng rồi ạ. Mặc váy, mặc áo, rồi là mặc chân máy, mặc đầm hay các thứ gì đều kết hợp được mọi người nhá. Túi là 325 ngàn cho đơn giản là túi xịn và xuyến thoại. Có vest dài cả bộ, không vest dài cả bộ hiện tại em đang hết hàng rồi bác ơi. Đó, vest dài bây giờ mọi học cả bộ là khó lắm, vì bây giờ nó bị lẻ sai và em đã xả từ rất là lâu rồi mọi người nhá. Váy này mã là gì nhỉ? VIP mấy rồi nhỉ? Mã các bác lên đơn cho em là VIP 23 nhá. VIP 23, giá niêm yết ở cửa hàng là 395 ngàn một váy. Hôm nay bác nào có danh hiệu người chia sẻ like, lên đơn để lấy mã cho em là VIP 23, giá sale là 248 ngàn một váy luôn cho em nhá. 248 ngàn một váy nhung luôn các bác luôn ạ. Trời ơi, đó, túi xịn nhá, hỏi túi VIP mọi người nhá. Túi xịn mà số điện thoại cho em 3 màu đấy mọi người. Túi này em sẽ có 3 màu là màu đen này, màu cho chị phần màu túi này em ơi. Túi xịn mà số điện thoại nhá, cái đem không đọc tên chốt đơn đâu, hỏi bác nào chốt thì bảo cứ chốt cho em thôi. Màu nâu, màu trắng và màu đen mọi người nhá. Chốt giùm em sẽ là mã sản phẩm túi xịn và số điện thoại giùm em để có đơn nha mọi người. 325 ngàn một túi nhá. Bác nào chốt đơn túi thì gọi lên đơn cho em là túi xịn và số điện thoại. Còn bác nào chốt đầm mọi cho em xin lên lại mã là VIP 10. À, VIP bao nhiêu nhỉ? VIP 23 giúp em ạ. 248 ngàn mọi nhá. Váy nhung em đang mặc là 248 ngàn. Mọi nhìn cổ này thôi, nhưng mà cổ rất là bám nha. Cổ cực kỳ bám luôn. Và form đầm thiết kế này các bác ơi, nó sẽ khoe trọn vòng một cho mọi người. Và dấu khuyết điểm vùng ba mọi nhá. Chất liệu là nhung, co giãn. Cái này mọi người mặc ấy, mọi người có thể kết hợp cho em ạ. Gì ạ? Dây ạ, dây một hoặc là các bác có thể dây ngọc trai phối cho em cũng rất là đẹp mọi người nhá. Và tay ngắn này hợp thời tiết lắm, vì là bên trong khi mọi người đi tiệc nắng ấy thì nó nóng lắm mọi người, ngồi trong nhà và đông người như thế, và đặc biệt đi làm nó cũng là môi trường điều hòa nó kiểu bình thường rồi. Nhưng các bác mặc kiểu dáng thiết kế này cho em mặc cực kỳ hợp lý, kể cả miền Nam các bác vẫn thể mặc được dòng máy này của em mọi người nhá. Có 3 gam màu ạ, màu đỏ ạ, màu này của em là màu xanh mọi người nhá, và màu đen. Váy em đang mang thì có 3 size S, M, L và nhận mọi người sẽ là dưới 60 cân đổ lại các bác mặc vừa cho em. Váy nhung tay lỡ mã sản phẩm sẽ là VIP 23 nha. Có 3 size giúp em nhá, VIP 23, 3 size S, M, L phục vụ cho các bác dưới 60kg, các bác mặc vừa luôn giúp em. Lên đơn để lấy mã váy nhung là VIP 23, 248 ngàn một váy luôn giúp em. 3 màu ạ, màu đỏ này, màu đen và màu xanh luôn giúp em nhá. Xinh lắm luôn mọi người ạ, nó kiểu nhẹ nhàng ấy, nhìn nhà không cần quá tạo kiểu bồng bềnh hay là công kênh à, lộng lẫy mọi người nhỉ, thì mãi từ được, không phải kiểu lộng lẫy quá, nhưng mà khi các bác mặc lên cái thần thái các bác toát lên cái sự rất là sang chảnh mọi người nhá. VIP 23 vào số điện thoại cho em để có đơn nha mọi người. 248 ngàn một váy mọi người nhá. 3 size, chất liệu này của em nó sẽ là chất liệu nhung và siêu co giãn cho em mọi người nhá. Váy này mọi người mặc lên thoải mái lắm. Thứ nhất là vẫn đảm bảo dấu bụng cho mọi người, lên mông lên eo mọi người nhá. Mọi người nhìn mặc em như mặc vừa như vậy thôi, mặc bó như vậy thôi nhưng mà cực kỳ co giãn đấy mọi người ạ. À, cực kỳ dễ thở luôn mọi người nhá. 248 ngàn một đầm nhung nha. Chị gái ơi, mọi người chỉ cần để lại cho em là VIP 23 vào số điện thoại là các bác có đơn mọi nhá. Đối dầm rất này các bác mặc anh thử thế nào. Nam các bác vẫn có thể mặc được cho em mọi ạ. Chất liệu bên trong này em sẽ sâu cho mọi người luôn nhá. Cái dòng này nó không bị cứng đâu, và cái váy này của em nó không bị bám lông mắt bụi mọi người ạ, vì mọi người biết là em treo cửa hàng. Nhưng mà em thấy là kể cả màu đen nhá, đúng zoom sát cho mọi người luôn, ánh đèn như vậy mà nó cũng không bị kiểu bị nhìn thấy sợi bụi ở trên váy ấy, mọi người ạ. Túi xịn trà Tuyết Nguyễn ơi, mọi người để lại đúng mã cho em nhá. Có mã, có số điện thoại dùm em để có đơn. Còn các chế nào đã đặt hàng rồi thì mọi người chỉ cần comment là VIP 23 dồn đơn là các bạn ngày mai sẽ gách đơn cho mình luôn mọi người nhá. Túi xịn là 325 ngàn. Túi xịn thì sẽ có 3 màu ạ, có màu đen ạ, màu trắng và màu nâu mọi người nhá. Còn quần da không, quần da đây mọi người ơi, quần da thì mình lại mặc quần da nào. Mọi người có cần em mặc VIP 23 thêm màu nào nữa không? Mọi người có muốn em mặc thêm màu nào nữa thì các chị em ngắm không? Không thì mọi người phải tranh thủ đặt, không thì mọi người không thì em sẽ qua mã mọi người nhá. Đây ạ. Blazer em vừa bán rồi, em vừa lên rồi đấy, chế đợi em chút xíu nhá. Quần da dành cho chế nào đang hỏi em, quần da là Q931 199 ngàn, size L là dưới 60 cân đổ lại bác mặc vừa cho em rồi nhá. Váy nhung tay lỡ, váy nhung tay lỡ mọi người, không có tay lỡ đến đây đâu.
váy nhung em không có làm tài liệu đến đây đâu mọi người ạ. Vì không biết tại sao mà, vì là khi mọi người đã mặc váy nhung như này rồi thì các bác ngồi kiểu ấy, ví dụ ngồi ăn ấy mọi người, là kiểu như thế này, kiểu tay như thế này thì nó cơ hợp thời tiết hơn. Còn khi đi ra đường thì chắc là các bác cần phải mặc áo khoác rồi, thì các bác có thể choàng ngoài cho em là măng tô, các bác có thể choàng ngoài cho em một cái áo lông là đẹp thôi mọi người nhá. Còn chúng ta cũng không cần phải làm nhất thiết là phải mặc tay dài ạ. Đó, thế nên là em cũng phục vụ cái váy này là mục đích cả miền Nam mặc nữa, nên em mới để dáng này là dáng tay ngắn mọi người nhá. Đó, dồn hết đơn cho chị nghe shop. Ok chị gái, em thấy đơn của tình yêu rồi. Shop giao hàng mãi chưa thấy đâu chị gái. Bin bin bông ơi. Bởi vì là mỗi việc sao ạ? Không phải là nhà em có thể chủ động được cái vấn đề giao hàng, mà chúng ta phải qua một cái đơn vị trung gian. Thành ra là nếu các bác chưa nhận được hàng thì các bác có thể inbox bên trong để nhà em hỗ trợ dục bưu tá phát đơn cho mọi người. Vì thật sự là em cũng không biết là tình trạng đơn hàng nhiều đơn quá mọi người ạ, nên không thể nào ngày nào cũng kiểm tra được hết lượng đơn. Nên nếu bác nào chưa nhận được hàng thì bác inbox của lại vào bên trong để các bạn TCL nhà em, để các bạn chăm sóc khách hàng nhà em sẽ dục bên giao hàng thứ ba giao hàng cho mọi người sớm nhất có thể mọi người nhá. VIP 23 và số điện thoại cho em để có đơn nha mọi người. Áo B1 là gì các em ơi? Sao chị gái lại có một áo B1 nhỉ? Chân mày len đi chị, chân mày len em có đấy, chỉ đợi em chút xíu mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người có cần em Nhung mặc thêm màu nào không mọi người? Mọi người có muốn em mặc thêm màu xanh hay màu đen gì để mọi người thẩm không? Thì mọi người order, còn không là em sẽ rút mã mọi người nhá. VIP 23 là 248.000, 3 size SML và váy này 60 cân đủ lại các bác sẽ mặc vừa cho em mọi người nhá. Đối với dòng chất này các bác ơi, mặc nó sẽ không bao giờ sợ cũ ấy. Vì là form này em không có đính đá hay là đính kim sa hồ xoàng gì trên váy, nên là tính ứng dụng của nó rất là cao. Kể cả bác mặc chán một thời gian rồi các bác bác lại cho người khác thì cái váy của em cũng rất là mới mọi người nhá. Form cổ rất là bám ạ, kín đá lịch sự. Mã này là VIP 23 và giá chốt sale sẽ là 248.000. Các bác chỉ cần để lại mã và số điện thoại để lại cho em ở tại livestream sẽ có đơn mọi người nhá. Đây em sẽ show lại blazer cho mọi người nha. Blazer đối với bác nào đang hỏi em nhá. Blazer ngày hôm nay là VIP bao nhiêu em nhỉ? VIP 18 đúng không? VIP 18 hay VIP 17? VIP 18. Mã này của em ở chốt đơn này là VIP 18 nhá. VIP 18 thì sẽ có xanh này, có be này và có màu đen mọi người nhá. Hiện tại be này em đã hết size M rồi. Hết S rồi. Màu be là chỉ còn size M và size L thôi mọi người ơi. Nên bác nào đặt hàng thì mới chốt đơn cho em sẽ là mã sản phẩm là VIP 18 nhá. 295.000 một áo nha mọi người. 295 một áo nhá. Chế nào chốt cái này mới chốt đơn cho em là VIP 20, VIP 18 và số điện thoại cho em nhá. Váy này mặc Tết Noel thì đẹp tuyệt, chính xác bác ơi. Váy này các bác diện đầu năm ấy, xuân mới đầu năm các thứ các bác diện Tết là đẹp luôn. Vì cái tông đỏ của nó cũng rất là cuốn đấy mọi người. Thứ nhất nó không bị tươi quá, mà nó cũng không kiểu là bị đô quá mọi người nhá. Còn áo B21 không chị, em còn áo B21 đi tình yêu ơi, tình yêu có thể để lại mã cho em là B21 và số điện thoại để có đơn mọi người nhá. Sơ mi vàng á, làm gì có sơ mi nào vàng đâu, chỉ có sơ hoa đây, hoa vàng. À sơ mi hoa vàng à. Sơ mi hoa vàng thì các bác chốt cho em là sẽ là mã sản phẩm là VIP bao nhiêu nhỉ? VIP 22 đúng không? VIP 22 mọi người nhá. VIP 22 là cái giá ngày hôm nay là 169.000 một em áo tơ, hàng hai lớp như này mọi người nhá. Tơ cao cấp cho em. Đóng cúc từ sau đóng cúc kỹ cho chị một tí nhá. Mã này chốt đơn cho em sẽ là mã sở VIP 22 mọi người nhá. Chất liệu tơ hàng hai lớp mọi người ạ. Đó. Và mã này em nhận mọi người, màu em vừa mặc, màu em vừa cầm đấy là màu be mọi người nhá. Cho em xem tí. Xem tí chị. B21 đấy mọi người. B21 đây nhá. Màu gì nhỉ? Màu xanh, màu đen đúng không em? Ừ. B21 đây chị gái ơi. B21 là mã này. Thì giá sẽ là 100 bao tiền nhỉ? 129.000 một áo luôn cho em nhá. Cái này là B21 nhá. Chị gái nào chốt cái này mở lên đơn cho là B21 và số điện thoại dùng em để chúng ta có đơn nhá. Còn chị gái nào vừa hỏi blazer là bao tiền đúng không? Blazer là 295. Blazer là 295.000 bác nhá. VIP 18 và số điện thoại cho em để có đơn. Có xanh ạ, B hiện tại là còn M và L nhá. Còn có đen luôn, xanh, đen và B nhá. Thì bác nào chốt blazer mở lên đơn cho em là VIP 18 và số điện thoại. Còn váy em Nhung mặc là VIP 23 nhá. Bác nào chốt váy này mở lên đơn cho em là VIP 23 và số điện thoại cho em để có đơn nha. Đó, thì bây giờ mọi người chờ em chút xíu nhá. Em sẽ qua mã tiếp theo cho mọi người luôn nha. Hết trắng rồi bác ơi.